Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 107. Đương nhiên, hắn không có suy nghĩ khác, hắn dù sao cũng là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm vực và kiếm niệm, chút định lực này vẫn là phải có. Đúng lúc này, Tiểu U bên cạnh đột nhiên nói, ngươi xem, mắt nàng ta đang chuyển động. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, quả nhiên, mắt cô gái kia đang chuyển động. Nàng ta đang nhìn Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên ngơ ngác nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm cười nói, ta đóng băng nàng ta, chỉ giam giữ sự tự do của nàng ta, không làm cho nàng ta ngủ say, ta chính là muốn nàng ta như vậy, có ý thức, nhưng không thể cử động. Nói xong, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, cười nói, có phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, ta không biết quá trình của sự việc, ta không đánh giá. Mộ Niệm Niệm cười cười, sau đó nàng ta đi đến trước mặt cô gái bị đóng băng kia, nàng ta nhìn cô gái, vẻ mặt cô gái bình tĩnh, trong mắt không có phẫn nộ cũng không có hận, bình tĩnh đến có chút không bình thường. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên vung tay phải lên, lực lượng thần bị giam giữ trên người cô gái lập tức biến mất không chút tung tích. Rất nhanh, cô gái khôi phục tự do. Sau khi cô gái khôi phục sự tự do, nàng ta nhìn Mộ Niệm Niệm, ngay sau đó, nàng ta đạp một bước lên trước, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi rõ rệt, bởi vì hắn phát hiện, cơ thể hắn thế nhưng đang bắt đầu từ từ đóng băng. Băng vực. Diệp Huyên vội vàng thi triển kiếm vực, khi kiếm vực xuất hiện, cơ thể hắn dần dần trở lại bình thường. Lúc này, Mộ Niệm Niệm ở một bên cười nói, xem ra những năm này ngươi không phải ở đây lãng phí thời gian. Vậy mà ở đây lĩnh ngộ được băng vực, hơn nữa còn đạt đến độn nhất, hiếm có. Cô gái nhìn chằm chằm thiên đạo, xem thường ta sẽ là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, một bàn tay của nàng ta bất chợt bóp cổ cô gái kia, hai mắt cô gái trợn lên, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Bởi vì một khắc này, băng vực của nàng ta thế mà biến mất im hơi lặng tiếng. Mộ Niệm Niệm từ từ nhấc cô gái lên, cười nói, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Cô gái nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, người rốt cuộc mạnh đến mức nào? Diệp Huyên cũng nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, hắn cũng muốn biết vấn đề này. Mộ Niệm Niệm cười hì hì, thực ra, ta không mạnh chút nào, ví dụ như, ta không thể đánh lại cô gái váy trắng. Hì hì. Nghe vậy, Diệp Huyên thiếu chút nữa té xỉu. Con mẹ nó, không đánh được cô gái váy trắng. Diệp Huyên thật sự không biết nói gì. Đại tỷ à, cô không thể đổi người để so sánh à? Cô cứ so sánh như vậy, giống như là cô rất yếu vậy. Ở phía xa, trước mặt Mộ Niệm Niệm, cô gái kia nhìn nàng ta chằm chằm, lúc này, gương mặt xinh đẹp của nàng ta có chút bất đắc dĩ. Người phụ nữ trước mặt này, còn mạnh hơn nhiều so với nàng ta dự liệu được. Nàng ta căn bản không phải đối thủ. Mộ Niệm Niệm đột nhiên buông tay ra, cô gái rơi xuống mặt đất, cô gái không ra tay bởi vì nàng ta biết, không có ý nghĩa gì cả. Đột nhiên Mộ Niệm Niệm đẩy tay ra, cô gái ở trước mặt nàng ta kia thân thể chợt run rẩy dữ dội, ngay sau đó, cả gương mặt nàng ta lập tức trở nên tái nhợt, một luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng chốc tuôn trào từ cơ thể nàng ta. Hơi thở huyết mạch. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên chợt ngây người. Cô gái trước mắt này vậy mà lại có huyết mạch chi lực. Ngay lúc này, huyết mạch chi lực kia đột nhiên bùng nổ sức mạnh kinh người hướng về phía Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nhẹ nhàng nâng tay về phía trước, rất quen thuộc, luồng sức lực đó lập tức biến mất không dấu vết. Lúc này, cô gái kia nằm sụi lơ dưới đất, nàng ta nhìn chằm chằm thiên đạo trước mặt, cô có ý gì? Mộ Niệm Niệm cười nói, ý gì chứ? Kích hoạt huyết mạch người phàm trong cơ thể cô. Huyết mạch người phàm. Diệp Huyên ngẩn người. Hắn từng nghe qua, thiên đạo ngũ duy từng nói với hắn, huyết mạch có thể so sánh với huyết mạch của hắn cực kỳ ít, đúng lúc, huyết mạch người phàm này lại chính là một trong số đó. Diệp Huyên nhìn cô gái xinh đẹp đó, cô gái này lại là huyết mạch người phàm sao? Mộ Niệm Niệm chợt nhìn sang Diệp Huyên, cười nói, tổ tiên cô gái này không hề đơn giản. Nói rồi,
Nàng ta khẽ nhếch miệng, không phiền tôi dính thêm chút nhân quả cho ngươi chứ. Diệp Huyên vội nói, phiền, ta rất phiền. Hắn biết, cô gái trước mặt này chắc chắn đang muốn làm chuyện xấu nào đó. Mộ Niệm Niệm cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đột phá sao? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, muốn, nhưng mà, cô sẽ không nghĩ ra ý định gì xấu chứ. Mộ Niệm Niệm chớp chớp mắt, không phải ý định xấu, là ý định tốt. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong cơ thể Diệp Huyên, tháp giới ngục bỗng nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng ta. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, cô muốn làm gì? Mộ Niệm Niệm không quan tâm hắn, nàng ta quay người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, dễ dàng cho ngươi rồi. Nói xong, nàng ta chỉ một điểm vào giữa hai hàng mày cô gái, trong thoáng chốc, tu vi cả người cô gái đã bị phong ấn. Cô gái xinh đẹp nhìn Mộ Niệm Niệm chằm chằm, cô muốn làm gì? Mộ Niệm Niệm không trả lời, nàng ta quay người nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên vội nói, thiên đạo cô nương, có lời thì cứ nói, đừng có làm loạn. Thiên đạo cười ha ha, đây chẳng phải làm loạn gì, đây là chuyện tốt. Nói xong, nàng ta điểm ngón tay, chỉ thẳng vào ngực Diệp Huyên, trong chớp mắt, tu vi cả người Diệp Huyên lập tức cũng bị phong ấn. Diệp Huyên có chút mơ hồ. Cô gái này muốn làm gì đây? Tiếp đó, thiên đạo lại lấy ra hai viên thuốc xanh lam. Nàng ta điểm ngón tay, hai viên thuốc xanh lam lần lượt bay vào trong miệng Diệp Huyên và cô gái xinh đẹp kia, lập tức, toàn thân hai người đã trở nên khô nóng. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi hẳn, đây là mị dược. Thiên đạo chớp chớp mắt, đúng vậy, ha ha. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì thiên đạo lại cười ha ha nói, các ngươi cứ chơi đùa thỏa thích. Nói xong, nàng ta kéo theo tiểu u biến mất tại chỗ. Diệp Huyên biến sắc, hắn đang định lên tiếng thì lúc này, khắp người hắn đã đỏ bừng. Ở phía xa, vẻ mặt cô gái xinh đẹp đã trở nên ngơ ngác, thực ra, thực lực hai người đều không yếu, thuốc bình thường đối với bọn họ căn bản không có tác dụng, nhưng vấn đề là, thiên đạo đã phong ấn tu vi bọn họ rồi. Không có tu vi, bọn họ cũng giống hệt như người bình thường vậy. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt vô cùng oán độc. Diệp Huyên hô tay, là do nàng ta làm, ta cũng là người bị hại có được không? Vẻ mặt cô gái đột nhiên trở nên hung tợn, ngay tiếp đó, nàng ta lập tức lao đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó điên cuồng cởi quần áo Diệp Huyên cũng không được. Một lúc sau, hai người đều trần truồng. Diệp Huyên phát hiện, cô gái trước mặt này rất chủ động. Khoảnh khắc khi hai người kết hợp, huyết dịch trong cơ thể hai người đột nhiên dao động. Ngay sau đó, một luồng huyết quang bao trùm lấy hai người họ. Trong quá trình này, huyết dịch hai người đều bắt đầu sôi sục, có thể nói là hấp thu lẫn nhau, nhưng dần dần, huyết dịch của cô gái lại bắt đầu bị Diệp Huyên áp chế. Cứ như vậy, ước chừng rằng có cả nửa ngày hai người mới kết thúc. Sau khi kết thúc, cô gái nằm bên cạnh, nàng ta cứ như vậy nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng. Sỉ nhục. Đối với nàng ta mà nói, đây đương nhiên là chuyện vô cùng sỉ nhục. Như nghĩ đến gì đó, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ánh mắt ngoài sát ý thì cũng chỉ có oán hận. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, tại sao khi đàn ông và phụ nữ xảy ra chuyện này, lại cảm thấy phụ nữ luôn là bên chịu thiệt. Đàn ông chúng tôi cũng rất thiệt thòi có được không? Còn nữa, cô có biết rằng ta cũng là người bị hại không? Ta cũng rất oan ức đấy. Đột nhiên cô gái siết chặt hai tay, ngực phập phồng, rất dữ dội. Tức giận. Bởi vì tức giận nên thuốc trong cơ thể cô gái lại có tác dụng, vì vậy nàng ta lại nhào về phía Diệp Huyên. Lần này, nàng ta ở phía trên, như một chiến mã tung hoành ngang dọc. Lại trôi qua nửa canh giờ, cô gái mới dừng lại, nàng ta nằm sấp trên người Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, còn Diệp Huyên thì đẩy nàng ta ra. Sau đó mặc quần áo xong xuôi thì chạy về phía xa. Ở chỗ cũ, cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, hai dòng chất lỏng trong suốt chậm chậm tràn ra nơi khóe mắt. Diệp Huyên tìm đến chỗ thiên đạo ngũ duy, Mộ Niệm Niệm nhìn hắn cười nói cảm thấy thế nào. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, ta muốn trở nên mạnh hơn, nhưng không muốn dùng cách này.
Mộ Niệm Niệm đột nhiên vung tay phải. Ầm. Cả người Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài, vừa bay đã bay ra xa cả vạn trượng, không gian những nơi hắn lướt qua đều bị chôn vùi từng tấc một. Trong thoáng chốc, không gian trước mặt Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm cả vạn trượng lập tức biến thành hố đen không gian tối om. Cả người Diệp Huyên nứt ra, máu tươi tung tóe, giống như một người máu vậy. Mộ Niệm Niệm bước một bước về phía trước, một bước này đã đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười lạnh, ngươi cho rằng mình là ai? Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, nàng ta cười nói, nhân từ. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nhân từ sao? Ngươi có sao? Ngươi biết thế giới này tàn khốc hay không? Ngươi có biết nếu ngươi thất bại, phụ nữ bên cạnh ngươi sẽ có kết cục gì không? Bọn họ sẽ sống không bằng chó, hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm lại nói, đúng, sau lưng ngươi có cô gái váy trắng, có nàng ta thì ngươi sẽ không chết, nhưng, ngươi sẽ sống dưới bóng nàng ta cả đời này sao? Ngươi có từng nghĩ đến, nếu không có nàng ta thì sao? Không có nàng ta, ngươi bây giờ không phải tên là Diệp Huyên, ngươi tên Diệp Thanh Chi, có hiểu chưa? Thứ cho ta nói thẳng, có 100 ngươi cũng không chống nổi một Diệp Thanh Chi, ngươi căn bản không có tư cách đấu với hắn, sở dĩ ngươi thắng. Là bởi vì cô gái váy trắng, chứ không phải vì bản thân ngươi, hiểu không? Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm cười lạnh, tại sao Lục Duy lại giúp ngươi? Ngươi cho rằng là vì ngươi đẹp trai sao? Không, bọn họ là vì sợ cô gái váy trắng, nên mới giúp ngươi. Linh vực tại sao lại thần phục ngươi? Là bản thân ngươi đánh bại được sao? Không phải, là cô gái cầm thương kia giúp ngươi đánh bại. Dùng đầu heo của ngươi suy nghĩ xem. Không có các nàng thì ngươi đấu với Quan Âm thế nào? Ngươi đấu với Lục Duy thế nào? Ngươi đấu với đạo giới thế nào? Nói rồi, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi có từng nghĩ đến, nếu ngươi thua, bạn bè và những cô gái bên cạnh ngươi, kết cục của bọn họ sẽ thế nào không? Tinh khí mạnh một chút thì sẽ tự sát bảo vệ trong sạch, tinh khí yếu đuối hơn thì sẽ trở thành đồ chơi trên giường của kẻ khác, đến lúc đó, ngươi cảm thấy kẻ địch của ngươi sẽ nhân từ với người bên cạnh của ngươi không? Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, làm người nên có giới hạn. Mộ Niệm Niệm đột nhiên quát lên, giới hạn là thứ mà kẻ yếu được nói đến sao? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi nói đến giới hạn, đó là vì cuộc sống ngươi còn khá tốt, nếu cuộc sống ngươi ở trong luyện ngục thì ngươi sẽ phát hiện, giới hiện chẳng đáng một đồng. Nói rồi nàng ta nhìn thẳng Diệp Huyên, ngay bây giờ, ta muốn giết ngươi, muốn giết sạch tất cả bạn bè bên cạnh ngươi. Hơn nữa còn nhốt tất cả phụ nữ của ngươi thì ngươi có thể làm gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể làm gì? Ngươi đến nói giới hạn với ta sao? Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm cười nói, bây giờ ngươi là chủ nhân vũ trụ ngũ duy, nghe ra thì có vẻ rất ghê gớm, nhưng ngươi có biết chủ nhân ngũ duy này của ngươi có được ra sao không? Là người sau lưng ngươi giúp ngươi đánh ra đó. Ta hỏi ngươi, không có cô gái váy trắng thì ngươi lấy gì đấu với tiên tri? Tiên tri mưu đồ vạn năm, đã bị cô gái váy trắng một kiếm chém chết, nhưng nếu không có nàng ta, thì Diệp Huyên người đấu với hắn thế nào? Không có nàng ta, trên thế giới này căn bản không có cái người Diệp Huyên là ngươi rồi, ta lại hỏi ngươi, một thế lực lớn mạnh như kiếm tông, không có người đàn ông áo xanh, bọn họ sẽ nhận ngươi làm chủ sao? Ngươi đừng có mơ mộng nữa, một khu vực mạnh như linh vực, nếu không có cô gái cầm thương kia bọn họ sẽ thần phục ngươi. Sợ không đánh chết ngươi sao? Còn thần phục ngươi, nếu không phải Lục Duy bị cô gái váy trắng một kiếm đánh cho sợ, thì bọn họ sẽ tỏ ý tốt với ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng toàn bộ thiên tài yêu nghiệt nhất của vũ trụ này, người ta muốn nịnh bợ ngươi sao? Người ta là nể mặt cô gái váy trắng kìa. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngón tay chỉ vào ngực Diệp Huyên, tự ngươi nói xem, không có bọn họ, ngươi có thể trở thành thứ gì? Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm chỉ lên trời, bây giờ, kẻ địch của ngươi là đạo giới và cổ tự, ngươi có biết đạo giới và cổ tự mạnh đến nhường nào không? Ngươi cho rằng một đại trận ngũ duy của ngươi có thể ngăn chặn bọn họ. Không nói đến bọn họ, nói đến ngũ duy kiếp, nếu ngươi ngăn chặn ngũ duy kiếp, vậy ngươi biết ngũ duy kiếp đáng sợ thế nào không? Không, ngươi không biết ngũ duy kiếp đáng sợ thế nào, vì ngươi đã quen có người giúp đỡ ngươi rồi. Ngươi chưa từng bị ép đến bước đường cùng thật sự. Cho nên ngươi không cách nào cảm nhận được thế nào gọi là tuyệt vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Nói rồi, nàng ta lắc đầu, lúc muội muội ngươi rời đi có nói, bọn họ quá nhân từ với ngươi, đây cũng là chuyện ta muốn nói với ngươi, bọn họ thật sự quá nhân từ với ngươi rồi. Cha truyền con nối không phải chuyện xấu, nhưng, ngươi không thể lấy chuyện mình là con nối mà vinh hạnh, cha giành được Giang Sơn thì đó là của cha, không hề có chút quan hệ gì với ngươi cả, nắm được Giang Sơn thì có bản lĩnh gì. Giành được Giang Sơn mới là đàn ông chân chính, còn nữa. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngón tay liên tục chỉ vào ngực Diệp Huyên, cô gái váy trắng mạnh như vậy, chỉ cần nàng ta không muốn chết thì căn bản sẽ không chết, nhưng trực giác nói cho ta biết, nếu có một ngày nàng ta chết rồi, vậy chắc chắn là bởi vì Diệp Huyên ngươi. Bởi vì chỉ có Diệp Huyên ngươi mới có khả năng khiến nàng ta chết. Một người cực cực mạnh, nàng ta không sợ đối thủ mạnh như thần, nhưng, chắc chắn nàng ta sợ một đồng đội như heo, ngươi hiểu không? Nói xong, nàng ta đi đến bên cạnh, dường như chưa hết giận, nàng ta đánh mạnh một quyền, trong thoáng chốc, trong vòng mười mấy dặm trước mặt nàng ta lập tức hóa thành hư vô. Chỉ tiếc sắt rèn không thành thép. Trong không trung, Diệp Huyên đứng đó im lặng. Thực ra, những lời mà Mộ Niệm Niệm nói, bản thân hắn cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng, rất nhiều lúc hắn cũng bất đắc dĩ. Giống như hiện tại. Hắn không ra khỏi ngũ duy nhưng đạo giới lục duy đều có kẻ địch của hắn. Những kẻ địch này đến từ đâu? Diệp Huyên hắn nào có đi dây vào những người này đâu chứ? Có một vài kẻ địch, là sau này mới có, nhưng có những kẻ địch là trước đó. Ngay lúc này, ở phía xa đột nhiên có bóng người phóng thẳng lên trời. Chính là cô gái trước đó. Mộ Niệm Niệm cười lạnh một tiếng, muốn đi, đã hỏi ta chưa? Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng vung tay. Ở chân trời phía xa, cô gái kia trực tiếp từ không trung rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Cô gái nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, giết nàng ta. Diệp Huyên sửng sốt. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Mộ Niệm Niệm nhìn thẳng Diệp Huyên, giết nàng ta. Diệp Huyên im lặng một lúc sau đó cười nói, ta không giết. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên khẽ cười nói, Thanh Nhi chưa từng bảo ta phải làm gì, không làm gì, bởi vì nàng ấy muốn để ta sống theo suy nghĩ của mình. Thiên đạo cô nương, ta biết, cô đã giúp ta rất rất nhiều, vừa nãy nói với ta nhiều thứ như vậy cũng là vì muốn tốt cho ta, nhưng, ta không muốn trở thành kiểu người mà cô muốn ta trở thành, ta là ta không phải con rối của bất kỳ ai, ta cũng không muốn trở thành người không có giới hạn, ít nhất. Ta tuyệt đối sẽ không chỉ vì trở nên mạnh mẽ mà làm những chuyện trái lương tâm như vậy. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó nàng ta khẽ cười, rồi nhìn cô gái bên cạnh Diệp Huyên không xa, ngươi có thể sống rồi. Cô gái không nói gì. Mộ Niệm Niệm đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, nói, Diệp Huyên, đời này có rất ít người có thể làm những chuyện không trái lương tâm, bởi vì người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Người đủ tàn nhẫn. Nhưng vẫn không đủ cay nghiệt, hay nói cách khác, chỉ khi có người khác chạm vào vảy rồng của ngươi thì ngươi mới tàn nhẫn. Đương nhiên, một người nếu tàn nhẫn quá mức, không có lòng nhân từ và giới hạn, thì chắc chắn hắn là một kẻ khó ưa. Bên cạnh ngươi có thể tập hợp được nhiều người như vậy, không chỉ vì những người như cô gái váy trắng, mà phần lớn nguyên nhân là vì bản thân ngươi, bởi vì ngươi đối xử với người của mình đủ tốt. Nhưng, nói đến đây, nàng ta ngừng lại một lát. Lại nói tiếp, ta sợ, sợ ngươi sẽ có một ngày gặp được một người giống ta đây, bởi vì nếu như vậy, ngươi sẽ thất bại thảm hại. Nhất là phụ nữ, có một vài người phụ nữ khi trở nên tàn nhẫn, thì sẽ đáng sợ hơn ngươi tưởng gấp trăm gấp nghìn lần. Hiển nhiên, ý nàng ta nói đến là cô gái bên cạnh. Diệp Huyên đang định nói thì đột nhiên Mộ Niệm Niệm lại chỉ vào cô gái cách đó không xa, ví dụ như nàng ta. Người biết năm đó nàng ta đến vũ trụ này đã làm gì không? Diệp Huyên liếc nhìn cô gái kia, lắc đầu, cho dù nàng ta đã làm gì, ta cũng không nên cưỡng ép xảy ra quan hệ với nàng ta, tuy rằng đây không phải do ta tự nguyện, nhưng đây là lỗi của ta thì ta sẽ nhận. Loại chuyện cưỡng ép này, là hắn vô liêm sỉ. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cô gái kia chợt nhìn hắn, không nói gì. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó cười nói, ngươi có từng nghĩ qua, như ta đã nói trước đó,
nếu ngươi thất bại, bạn bè và những cô gái bên cạnh ngươi sẽ rất thảm, bởi vì từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, bên thua nếu không chết thì cũng sống không bằng chết. Đến lúc đó, kẻ địch của ngươi sẽ không nói nhân từ hay giới hạn gì với ngươi cả, thứ nhân tính này không hề có giới hạn, bởi vì loài người không phải động vật chỉ biết ăn nói, còn loài người thì sẽ dự trữ, sẽ tính toán nhiều lúc, bọn họ đều vì tiền, vì trở nên mạnh mẽ, mà chuyện gì cũng làm ra được. Diệp Huyên nhìn thẳng Mộ Niệm Niệm, người khác không có giới hạn, đó là chuyện của người khác, nhưng Diệp Huyên ta làm người, phải có giới hạn, một thương nhân nếu không có giới hạn thì hắn chính là gian thương, một người đàn ông nếu không có giới hạn thì hắn chính là súc sinh, bởi vì chỉ có súc sinh mới đụng chuyện gì cũng có thể làm. Niệm Niệm, tàn nhẫn không có nghĩa không có giới hạn, không có nguyên tắc. Nói rồi hắn chỉ vào cô gái cách đó không xa, nàng ta đã từng làm chuyện ác. Cô có thể trừng phạt nàng ta, cũng có thể giết nàng ta, thậm chí có thể phong ấn nàng ta, khiến nàng ta tiếp tục chịu đựng sự cô độc vạn năm, nhưng thật sự không nên dùng cách như vậy đối xử với nàng ta. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, người đang trách ta sao? Diệp Huyên không yếu thế nhìn thẳng Mộ Niệm Niệm, đúng. Ta tôn trọng cô, nhưng không có nghĩa cô có thể muốn làm gì ta thì làm. Nếu cô xem ta là bạn bè vậy mong cô hãy tôn trọng ta. Diệp Huyên ta, có thể thua, có thể chết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng một người phụ nữ có quan hệ với mình, đồng thời lại còn mượn cơ thể đối phương để đột phá như vậy, Diệp Huyên ta là vô liêm sỉ. Con đường trở nên mạnh hơn có muôn trùng cách, cớ sao phải chọn cách này. Sau lưng Mộ Niệm Niệm, Tiểu U khẽ chớp mắt, nàng ta nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt tươi cười. Ở bên kia, cô gái kia cũng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Mộ Niệm Niệm cười nói, xem ra là ta nhiều chuyện rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô đã từng nói với ta, kẻ mạnh không nên áp đặt ý chí của mình lên người khác, vậy sao bây giờ cô lại áp đặt ý chí của mình lên người ta? Khiến ta trở thành kiểu người mà cô muốn. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ta không phải muốn ngươi trở thành kiểu người mà ta muốn, cũng không phải muốn để ngươi trở thành con rối của ta chỉ là muốn ngươi tàn nhẫn hơn một chút. Thế giới này, người không ác thì không đứng vững. Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm lại nói, ta biết tính cách ngươi, miễn cưỡng để ngươi song tu với một người phụ nữ không quen biết, đây không phải cách làm người của ngươi, trái với lương tâm ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, thứ lương tâm này, là con dao hai lưỡi, nhất là đối với kiếm tu, người nếu khăng khăng giữ vững lương tâm, đồng nghĩa với việc vẽ ra một cái vòng vây mình lại, đương nhiên, người không có lương tâm, chắc chắn sẽ không đi xa được. Có phải cảm thấy rất mâu thuẫn không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm cười nói, nghĩ về cô gái váy trắng thử xem, nàng ta muốn giết người thì giết người, nàng ta không muốn giết người thì không giết, lương tâm nàng ta là gì? Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm lại nói, tâm ta tự tại, đây là một cảnh giới mới trên kiếm niệm, tâm không ràng buộc, kiếm đạo tự tại. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, Niệm Niệm. Ta cảm thấy cách nghĩ của ngươi như vậy là sai. Mộ Niệm Niệm cười nói xem. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cảm thấy, làm người là phải có giới hạn và nguyên tắc, nếu một ngày, làm người mà không hề có giới hạn lẫn nguyên tắc thì có khác gì súc sinh. Ta không biết người khác, dù sao Diệp Huyên ta làm việc chính là như vậy, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta sẽ giết người. Nói rồi. Hắn chỉ tay vào cô gái gần đó, vẫn là câu nói kia, nếu nàng ta là kẻ địch của ta sẽ không do dự giết nàng ta, sẽ không vì nguyên do là phụ nữ mà hạ thủ lưu tình. Nhưng, ta sẽ không cưỡng ép nàng ta quan hệ với ta. Lúc này, Tiểu U bên cạnh đột nhiên kéo góc áo Mộ Niệm Niệm, Niệm Niệm, ta thấy hắn nói rất đúng. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, cười nói, tiếp tục. Diệp Huyên thấp giọng nói. Người nói kẻ yếu không có tư cách có giới hạn và nhân từ, nhưng thử hỏi xem, khi một người yếu mà hắn cũng không có giới hạn và lòng nhân từ, thì sau khi hắn trở nên mạnh thì sẽ có giới hạn và lòng nhân từ không? Nói rồi, hắn do dự một lát, sau lại nói, ta nói ví dụ cô không thể đánh được ta, có được không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, người nói đi. Diệp Huyên liếc nhìn Mộ Niệm Niệm, trực giác nói cho ta biết, nếu ta và ngươi song tu. Ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa, nếu có một ngày ngươi yếu đi,
ta nhân lúc dậu đổ bìm leo mà cưỡng ép làm ra chuyện đó với ta, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ngươi lại còn có cả suy nghĩ này. Diệp Huyên vội nói, ta chỉ là lấy ví dụ thôi. Mộ Niệm Niệm khẽ vuốt tóc bên tai, sau đó nói, thật ra, đây cũng là điểm mà ta khá mâu thuẫn, ta hy vọng ngươi trở nên tàn nhẫn hơn, nhưng ta cũng hy vọng ngươi không trở nên xấu xa như vậy. Bởi vì ta ghét kiểu người không có giới hạn và nguyên tắc đó. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, quả thực không khiến người ta thích nổi, nhưng chậc, quả nhiên, thế gian chẳng có chuyện gì vẹn cả đôi đường cả. Diệp Huyên cười nói, thực ra rất đơn giản, đối xử với người tốt thì nhân từ cảm thông, đối xử với người xấu thì tàn nhẫn, chẳng phải vậy là được rồi sao? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, qua một lúc lâu, nàng ta cười nói, cũng đúng. Nói rồi, nàng ta điểm tay vào cô gái bên cạnh Diệp Huyên, vừa điểm đã lập tức phong ấn tu vi cô gái. Mộ Niệm Niệm cười nói, giao nàng ta cho ngươi đấy. Siết hay thả, tự ngươi quyết định. Ta phải nhắc nhở ngươi chút, nếu như thả đi rồi, ngươi sẽ gặp phiền phức rất lớn. Nói xong, nàng ta trả tháp giới ngục lại cho Diệp Huyên, sau đó đưa theo Tiểu U biến mất nơi chân trời. Ở chân trời xa xôi, nơi Diệp Huyên và cô gái không nhìn tới, vẻ mặt tươi cười của Mộ Niệm Niệm dần biến mất. Tiểu U nhẹ giọng hỏi, ngươi tức giận sao? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không có. Tiểu U liếc nhìn Mộ Niệm Niệm. Không nói gì. Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, ta không tức giận, hoặc nói là, trong lòng có chút vui mừng. Hắn nói đúng, khi một người còn yếu mà không có giới hạn và nguyên tắc thì sau khi hắn trở nên mạnh mẽ sẽ có giới hạn và nguyên tắc sao? Là ta quá nóng ruột rồi, nhưng cũng hết cách rồi, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu U chớp mắt, có ý gì? Mộ Niệm Niệm cười nói, vùng vũ trụ này, cần một người có giới hạn và nguyên tắc, nếu không nó sẽ không được đối xử tử tế, ta không nhìn sai người, đi, ta mời ngươi ăn cá nướng. Nói xong, nàng ta lập tức đưa Tiểu U biến mất nơi chân trời. Chấm chấm chấm. Sau khi Mộ Niệm Niệm biến mất, Diệp Huyên nhận lấy tháp giới ngục, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, vẻ mặt cô gái bình tĩnh, không nhìn ra được vui giận. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói chuyện không? Cô gái không nói gì. Diệp Huyên cười nói, cô có thể tự sát, nhưng cô lại không làm, rõ ràng cô không muốn chết, cho nên chúng ta có thể nói chuyện. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nói gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô biết, chúng ta xảy ra quan hệ, ta cũng ở thế bị động, nếu cô muốn báo thù, ta kiến nghị cô đi tìm cô gái vừa nãy, nàng ta tên Mộ Niệm Niệm, nàng ta cũng không quá mạnh, ít nhất, nàng cũng không đánh được cô gái váy trắng. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, giữa chúng ta có hai khả năng thứ nhất, cô đi theo ta, bị sự hấp dẫn của ta chinh phục, sau đó trở thành người phụ nữ của ta, hơn nữa còn mang theo thế lực to lớn sau lưng cô quy phục ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười lạnh không nói. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta vẫn nên nói đến khả năng thứ hai đi. Khả năng thứ hai chính là, cô tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ở bên cạnh ta, sau đó đợi tu vi phục hồi, tiếp đó thì giết ta giết Mộ Niệm Niệm báo thù. Cô gái chậm rãi nhắm hai mắt, siết chặt hai tay, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên Diệp Huyên hỏi, cô biết cô gái vừa nãy mạnh đến thế nào không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, nàng ta mạnh, người thì sao? Người cũng rất mạnh sao? Diệp Huyên bất đắc dĩ, đại tỷ à. Oan có đầu nợ có chủ, cô và tôi xảy ra nghiệt duyên như vậy, đều là do nàng ta làm, coi như cô muốn báo thù thì cũng nên tìm nàng ta chứ. Cô gái tức giận nói, ngươi thấy ta đánh được nàng ta sao? Diệp Huyên kinh ngạc, ngươi không đánh được nàng ta nên ngươi đánh ta. Cô gái chớp mắt nhìn Diệp Huyên, là nàng ta và ta xảy ra quan hệ hay là ta và ngươi? Diệp Huyên nói, là ta và ngươi xảy ra quan hệ. Nhưng là do nàng ta làm mà. Ta cũng là người bị hại mà. Cô gái châm chọc nói, ta thật sự thấy không đáng thay nàng ta vì ngươi làm như vậy, mà ngươi còn đổ lên đầu nàng ta, ngươi là đàn ông sao? Chết tiệt! Diệp Huyên kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, đầu óc cô gái này không giống với người bình thường mà.
Diệp Huyên quan sát cô gái, sau đó nói, xem ra cô nương chuẩn bị muốn đàm phán cùng ta rồi, nếu đã bàn bạc thì chúng ta cứ nói cho ra nhé. Trước khi nói chuyện, ta khuyên cô nương một câu, đừng có nghĩ rằng ta xảy ra quan hệ với cô, ngủ với ta rồi thì ta sẽ nhân nhượng cô. Diệp Huyên ta, phụ nữ không đến 100 thì cũng được 80, thật đó, phụ nữ đối với ta mà nói, thêm một người không nhiều, bớt một người cũng không ít. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục nói, cô nương muốn sống, muốn lấy lại tự do, có thể, nhưng cô nương phải đồng ý với ta một điều kiện. Chỉ cần cô đồng ý điều kiện của ta, ta có thể để cô lấy lại tự do, hơn nữa còn để cô khôi phục thực lực. Hắn rất muốn thả cô gái này, nhưng cô gái trước mắt này lại là Đốn Nhất Cảnh. Bây giờ nếu thả ra như vậy, cô gái này làm loạn thì hắn chưa chắc chống đỡ được. Vì vậy hắn chỉ có thể chọn một cách huyền chuyển. Cô gái nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cảm, thế nào, muốn nô dịch ta? Diệp Huyên lắc đầu, không, ta cần cô đi theo ta 3 năm, sau 3 năm cô sẽ khôi phục sự tự do. 3 năm. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người muốn ngủ với ta 3 năm. Diệp Huyên tức giận nói, cô suy nghĩ gì lại dơ bẩn vậy? Diệp Huyên ta là kiểu người đó sao? Ta muốn cô theo ta 3 năm, giúp ta đánh nhau, gì mà ngủ với cô 3 năm, cô nghĩ hay lắm. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hai tay siết chặt, nhìn thấy trước ngực nàng ta phập phồng cũng biết nàng ta rất tức giận. Diệp Huyên nhìn cô gái, thế nào? Cô gái nói, ngươi khôi phục thực lực của ta trước. Diệp Huyên lắc đầu, cô mơ hão à? Cô gái này bây giờ trông rất tức giận, khôi phục thực lực nàng ta không đánh chết bản thân hắn sao? Cô gái. Diệp Huyên nói, có được không? Nói một câu xem nào. Cô gái im lặng một lúc, sau đó nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi nên nghe theo nàng ta, trực tiếp giết chết ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đột nhiên Diệp Huyên nói, vừa nãy chúng ta làm nhiều lần như vậy, người sẽ mang thai chứ? Cô gái đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, thét gào, cút đi a a a a a a. Âm thanh như tiếng sấm, chấn động núi tuyết. Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cô gái đang tức giận trước mắt, trong lòng nói thầm, đến mức tức giận như vậy sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hai mắt hung tợn, như muốn lao vào người mà cắn. Diệp Huyên cười nhạt, không nói đến vấn đề này, ta nói đến điều kiện trước, cô thấy thế nào? Cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi để ta khôi phục thực lực trước. Diệp Huyên cười nói, cô khôi phục thực lực rồi thì chuyện đầu tiên làm sẽ là đánh ta, đúng không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, ta không khôi phục thực lực thì giúp ngươi đánh nhau thế nào? Diệp Huyên nhìn cô gái, cho ta một tia hồn phách của cô. Cô gái nheo mắt nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên quay người rời đi. Cô gái trước mặt này, chắc chắn không phải người lương thiện, nếu không cũng sẽ không bị Mộ Niệm Niệm phong ấn ở nơi này nhiều năm như vậy. Đối xử với kiểu phụ nữ như vậy, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy bản thân có thể dựa vào sức hút bản thân mà có thể chinh phục đối phương, càng không nghĩ bản thân đã ngủ một lần thì đối phương sẽ quyến luyến yêu Diệp Huyên hắn, hắn không ngây thơ đến vậy. Từ sau khi tiếp xúc nhiều với Mộ Niệm Niệm, hắn không dám xem thường phụ nữ chút nào. Ngay lúc này, cô gái sau lưng chợt nói, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn cô gái phía sau, cô gái mở lòng bàn tay, một tia hồn phách xuất hiện trong bàn tay nàng ta, ngay sau đó, tia hồn phách đó đã bay đến trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta biết, nếu không đi theo người đàn ông trước mắt này, cô gái kia chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta. Vừa nãy cô gái kia đã nổi sát tâm với mình rồi. Diệp Huyên nhận lấy tia hồn phách kia, sau đó nói, đi thôi. Cô gái khẽ nhíu mày, giúp ta khôi phục thực lực. Diệp Huyên khoát tay, ta làm không được, nhưng, ta có thể đưa cô đi tìm Niệm Niệm. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi được lắm. Diệp Huyên vung tay phải. Một thanh kiếm đã rơi xuống trước mặt cô gái, lên đi. Nói xong, hắn đi lên trên thanh kiếm đó. Cô gái không đi theo. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái, hay là, ta ôm cô đi tìm nàng ta. Cô gái không do dự, lập tức đi lên thanh kiếm đó. Diệp Huyên chỉ tay, kiếm liền phóng lên trời,
không kịp đề phòng cô gái suýt nữa đã bị ngã xuống, cũng may nàng ta phản ứng nhanh, vội ôm lấy Diệp Huyên, nhưng vừa mới ôm thì nàng ta đã chuẩn bị buông ra, tuy nhiên nàng ta vẫn chưa buông tay. Buông tay ra, chẳng phải sẽ ngã xuống sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, người cố ý. Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô nương, mong cô đừng nghĩ người khác dơ bẩn như vậy, cô đi nghe ngóng khắp Ngũ Duy đi, xem thử Diệp Huyên ta là người thế nào. Cô gái châm chọc nói, loại người vô sỉ hạ lưu như ngươi còn cần phải đi nghe ngóng sao? Diệp Huyên. Cô gái chợt nói, thiên đạo kia tên Mộ Niệm Niệm sao? Diệp Huyên cười nói, cô có hứng thú với nàng ta. Cô gái không nói gì. Diệp Huyên nói, như vậy thì sao, cô hỏi ta một câu, rồi ta hỏi cô một câu. Cô gái nhìn Diệp Huyên, được. Diệp Huyên gật đầu, xưng hô với cô nương thế nào? Cô gái lạnh giọng nói, Thiên Mạt. Thiên Mạt. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Thiên Mạt cô nương, cô hỏi đi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi và Mộ Niệm Niệm kia có quan hệ gì? Diệp Huyên cười nói, bạn bè tốt. Thiên Mạt im lặng. Diệp Huyên lại hỏi, Thiên Mạt cô nương đến từ đâu? Thiên Mạt lạnh nhạt đáp, đạo giới. Đạo giới. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cô hỏi đi. Vẻ mặt Thiên Mạt bình tĩnh, ngươi là huyết mạch chi lực gì? Đây là điểm nàng ta hiếu kỳ nhất, bởi vì có rất rất ít người có thể khống chế được huyết mạch nàng ta. Hơn nữa, vừa nãy sau khi song tu với Diệp Huyên, nàng ta phát hiện, huyết mạch của nàng ta lại có xu thế đột phá. Nếu lại song tu thêm vài lần. Nghĩ đến đây, nàng ta khẽ cúi thấp đầu. Diệp Huyên cười nói, huyết mạch phong ma. Thiên Mạt khẽ nhíu mày, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Thiên Mạt cô nương, ta nói với cô chuyện này, cô chớ có giận, được không? Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, người muốn nói gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, vừa nãy khi ta và cô song tu, ta phát hiện chúng ta bị hao tổn rất nhiều năng lượng. Nghe vậy, sắc mặt Thiên Mạt có chút khó coi. Diệp Huyên vội nói, ta không có ý gì khác, chỉ là nói chuyện thôi, con người ta đã rời xa những thú vui thấp kém rồi, trong lòng không có những tà niệm kia, thật đó, ta dùng nhân phẩm cam đoan. Thiên Mạt im lặng một lúc, sau đó nói, đó là bởi vì lúc đó thần trí chúng ta không tỉnh táo, cũng không hấp thụ đúng cách những năng lượng tạo ra sau khi hai huyết mạch xung hợp, cho nên rất nhiều năng lượng đều theo tinh khí của ngươi tiết ra ngoài. Diệp Huyên hỏi, chúng ta lãng phí khoảng chừng bao nhiêu? Thiên Mạt ngẫm nghĩ, sau đó nói, ít nhất 6 phần. 6 phần. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó lắc đầu thở dài, quá lãng phí. Thiên Mạt im lặng. Thật ra, huyết mạch nàng ta đã có xu thế đột phá, nếu trước đó hấp thụ hoàn toàn những năng lượng đó, chưa nói đến đột phá huyết mạch bản thân, nhưng chắc chắn sẽ thay đổi những ràng buộc huyết mạch bản thân. Tiến thêm một bước, nếu thêm vài lần, hai người cùng phối hợp, thậm chí có khả năng mượn sức huyết mạch phong ma của Diệp Huyên để đột phá triệt để huyết mạch bản thân. Nếu như vậy, nàng ta sẽ là người đầu tiên trong lịch sử gia tộc. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, Thiên Mạt cô nương, tại sao cô và ta song tu, huyết mạch chúng ta sẽ được mạnh thêm? Thiên Mạt lạnh nhạt nói, huyết mạch bổ sung. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Thiên Mạt liếc nhìn Diệp Huyên, không nói. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, Thiên Mạt cô nương, cô biết đế tộc và gia tộc ma đạo không? Thiên Mạt thờ ơ, người đạo giới ai lại không biết? Diệp Huyên hỏi, gia tộc họ Thiên cô ở đạo giới so với bọn họ thì thế nào? Vẻ mặt Thiên Mạt vô cảm, không nói gì. Diệp Huyên đang định hỏi thì đột nhiên Thiên Mạt lại nói, hết rồi. Nhiều năm trước đã biến mất khỏi đạo giới rồi. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, vậy Thiên Mạt cô nương tại sao lại đến vũ trụ Ngũ Duy này? Thiên Mạt lạnh giọng nói, liên quan đến ngươi sao? Diệp Huyên cười nói, nếu ta đoán không nhầm, Thiên Mạt cô nương là chạy lánh nạn mà đến rồi. Nếu gia tộc cô thất thế, chắc chắn ở đạo giới không an toàn, trốn xuống đây, có lẽ còn có cơ hội phục hưng gia tộc, đúng không? Thiên Mạt cười lạnh, người đoán tiếp đi. Diệp Huyên nói, có muốn đánh lại đạo giới không? Thiên Mạt nhíu mày, người đang giễu cợt ta sao?
Diệp Huyên lắc đầu, Thiên Mạt cô nương có thể không biết, đạo giới bây giờ là kẻ thù của ta. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người đã làm gì? Diệp Huyên cười nói, nghe nói đạo giới có một kỳ thư là đạo kinh, thứ đó nằm trong tay ta. Không thể nào. Âm thanh Thiên Mạt đột nhiên to hơn, kỳ thư đó sao có thể trong tay ngươi? Diệp Huyên, có phải ngươi song tu nhiều quá, não không bình thường không? Diệp Huyên. Như phát hiện mình nói lỡ lời, Thiên Mạt hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Diệp Huyên nói, cô biết Diệp Thanh Chi không? Thiên Mạt trầm giọng nói, ngươi đừng nói với ta là hắn trốn đến chỗ này rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hắn đem theo một thư phòng trốn đến đây, mà bây giờ, thư phòng kia ở trong tay ta. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Nếu lời ngươi nói là thật, thì ta rất tò mò, sao ngươi vẫn chưa chết nữa? Diệp Huyên chỉ vào tinh không. Thiên Mạt nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyên nói, bên trên có người. Thiên Mạt. Diệp Huyên lại nói, Thiên Mạt cô nương, ta cảm thấy, cô có thể lợi dụng ta. Mượn sức ta đánh lên đạo giới, phục hưng gia tộc của cô. Thiên Mạt cười lạnh, không nói. Diệp Huyên cười nói, cô cảm thấy thiên đạo ngũ duy ở đạo giới có tính là cao thủ đỉnh cao không? Thiên Mạt trầm mặc. Cô gái kia ở đạo giới chắc chắn là cao thủ siêu cấp, nếu như đấu đơn, e là không có ai là đối thủ nàng ta. Diệp Huyên cười nói, thực không dám giấu, tấn công đạo giới chính là ý của nàng ta. Nàng ta muốn chinh phục đạo giới. Nghe vậy, mắt Thiên Mạt khẽ rực, nếu là Diệp Huyên, chắc chắn sẽ không có năng lực chống lại đạo giới, nhưng nếu cộng thêm thiên đạo ngũ duy biến thái kia, thì vẫn có chút cơ hội. Qua một lúc lâu, Thiên Mạt trầm giọng nói, người muốn ta làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, rất đơn giản, Thiên Mạt cô nương là độn nhất cảnh, sau này nếu có đánh, cô nương giúp ta ngăn chặn một vị cao thủ độn nhất cảnh là được. Đương nhiên nếu trong gia tộc cô nương còn có cao thủ nào, cũng thể gọi đến, chúng ta cùng nhau liên thủ, mưu tính đại sự. Thiên Mạt bỗng nói, thư phòng kia thật sự trong tay ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thiên Mạt do dự một lát, sau đó nói, có thể cho ta mượn xem một lần không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, không được. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, không nói gì, nàng ta đã đoán trước được. Thần vật như vậy, người đàn ông trước mắt này sao có thể cho nàng ta xem chứ? Lúc này, Diệp Huyên lại nói, ta chỉ cho người của mình xem thôi. Người của mình. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người ngủ với ta rồi. Diệp Huyên vội nói, Thiên Mạt cô nương, ta cũng là bị cưỡng ép đấy. Thiên Mạt cười lạnh, người đã ngủ với ta rồi, đây là sự thật không thể thay đổi. Diệp Huyên im lặng. Thiên Mạt lạnh giọng nói, thế nào, không còn gì để nói. Diệp Huyên thấp giọng nói, Thiên Mạt cô nương, thực không dám giấu, bây giờ ta vẫn không thể mở thư phòng đó ra được, bởi vì khi Diệp Thanh Chi để lại, đã thiết lập giới hạn, thực lực ta không đủ, không thể mở ra. Nói xong, hắn lấu thư phòng ra đưa cho Thiên Mạt. Thiên Mạt cũng không từ chối, nàng ta nhận lấy thư phòng, dần dần, sắc mặt nàng ta trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mới đầu, nàng ta còn không tin lời Diệp Huyên nói, nhưng lúc này nàng ta đã tin rồi. Thư phòng này không hề đơn giản, tuy nàng ta bị phong ấn thực lực, nhưng kiến thức vẫn có. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, sao ngươi có được thư phòng này? Diệp Huyên nói, tiên tri đưa cho ta. Thiên Mạt nhíu mày, ngươi nói bậy gì vậy? Sao hắn có thể đưa thứ đồ này cho ngươi? Diệp Huyên nói, hắn chết rồi. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, người giết hắn. Diệp Huyên lắc đầu, là người khác, dù sao, bây giờ thư phòng cũng ở trong tay ta. Nói rồi, hắn quay người nhìn Thiên Mạt, hắn vừa quay người, hai người lập tức tiếp xúc vô cùng thân mật. Thiên Mạt nhíu mày, làm gì? Nàng ta muốn lùi lại, nhưng lại không có đường lui, bây giờ nàng ta không có tu vi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Thiên Mạt cô nương. Như lúc trước ta đã nói, cô có hai lựa chọn, một là lựa chọn báo thù ta và thiên đạo, hai là lựa chọn đứng cùng phe chúng ta. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, nói thì cứ nói thôi, sao phải cứng lên. Diệp Huyên hơi lúng túng.
có nhiều chỗ hắn đâu có khống chế được. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Vì chỗ nào đó của Diệp Huyên vô cùng cứng. Sắc mặt Thiên Mạt chợt trở nên đỏ ửng, tác dụng của viên thuốc màu xanh trong người nàng ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tu vi của nàng ta đã bị phong ấn, sức chống cự cũng giảm, vì thế lúc này bị nơi nào đó của Diệp Huyên chĩa vào, nàng ta cũng hơi không nhịn được. Diệp Huyên đột nhiên xoay người, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy máu nóng sôi trào. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ làm chuyện đó cũng sẽ bị nghiện? Diệp Huyên lắc đầu, kiềm nén cảm giác khô nóng trong lòng. Làm người không thể quá cầm thú được. Trên đường đi, hai người không nói một lời. Diệp Huyên nhanh chóng dẫn Thiên Mạt đi tới hiệu cầm đồ, Thiên Đạo Ngũ Duy ở bên trong, Tiểu U cũng có mặt. Thiên Mạt nhìn Thiên Đạo, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Dù nàng ta là độn nhất cảnh, nhưng đứng trước Thiên Đạo này, nàng ta cảm thấy mình yếu như gà vậy. Nàng ta rất tò mò, không biết rốt cuộc Thiên Đạo này mạnh đến mức nào. Mộ Niệm Niệm nhìn Thiên Mạt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, người phải nghĩ cho kỹ. Diệp Huyên gật đầu, Thiên Mạt cô nương đã đồng ý hợp tác với ta rồi. Mộ Niệm Niệm giơ ngón tay cái lên với Diệp Huyên, lợi hại. Nói xong, nàng ta chĩa ngón tay về phía Thiên Mạt, trong nháy mắt, phong ấn trên người Thiên Mạt lập tức biến mất. Thiên Mạt nhìn Mộ Niệm Niệm, không nói gì. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên, sau khi xong tu, bây giờ có cảm giác thế nào? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, huyết mạch chi lực có thay đổi, nhưng cũng không rõ ràng. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Thiên Mạt, cười nói, vậy chắc huyết mạch của ngươi có đột phá rất lớn, đúng không? Thiên Mạt không nói gì. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao lại thế? Mộ Niệm Niệm cười đáp, vì huyết mạch của ngươi mạnh hơn nàng, các ngươi song tu, nàng là bên nhận, cho nên nàng có lợi hơn ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó hỏi, vậy chẳng phải là ta chịu thiệt thòi sao? Thiên Mạt lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ánh mắt như có thể giết người. Mộ Niệm Niệm cười nói, đúng là có hơi thiệt thòi. Phải nói rằng cả hai người đều có hơi thiệt thòi, vì lúc song tu cả hai đều chỉ làm bậy, không hấp thu được tất cả năng lượng sau khi song tu, nếu không, lợi ích cả hai nhận được sẽ hơn thế này nhiều. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên cong ngón tay, hai tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của Thiên Mạt và Diệp Huyên. Diệp Huyên ngơ ngác, đây là... Mộ Niệm Niệm cười nói, một bí pháp song tu cổ xưa từ rất lâu trước đây, ta cảm thấy nó thích hợp với các ngươi. Lúc này nét mặt Thiên Mạt trở nên lạnh lẽo, nàng ta muốn lên tiếng, nhưng Mộ Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía nàng ta, đừng có được lợi còn ra vẻ thiệt thòi. Nếu không nhờ có ta, ngươi muốn đột phá huyết mạch là chuyện không thể nào. Thiên Mạt nhìn Mộ Niệm Niệm, không nói gì. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Tiểu U, khoảng thời gian này ngươi ở lại đây, sẽ không có ai đến làm phiền ngươi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tiểu U vội hỏi, đi đâu? Mộ Niệm Niệm cười nói, chỉ là đi dạo vài nơi thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, giúp ta chăm sóc tốt cho nàng. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, ngươi muốn đi đâu? Mộ Niệm Niệm nhún vai, đi dạo. Tiện thể làm vài chuyện. Làm vài chuyện. Sắc mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, trực giác cho hắn biết, chắc chắn người phụ nữ này lại muốn làm chuyện xấu gì đó. Mộ Niệm Niệm nói đi là đi, không dây dưa một chút nào. Trong hiệu cầm đồ chỉ còn lại ba người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu U, cười nói, Tiểu U, ngươi ở lại đây hay là vào trong tháp của ta chơi? Trong tháp có rất nhiều linh đấy. Tiểu U chớp mắt, rất nhiều linh. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tiểu U nói, vậy ta vào trong tháp. Diệp Huyên cười, được. Nói xong, hắn đưa Tiểu U vào trong tháp. Trong tháp có mấy người đại tỷ, Tiểu U ở bên trong có người bầu bạn cũng không đến mức quá nhàm chán. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Thiên Mạt, Thiên Mạt lạnh nhạt nói, ta ở lại đây. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Thiên Mạt ở trong hiệu cầm đồ từ từ nhắm mắt lại.
không cam lòng. Nàng ta thật sự không cam lòng. Bị thiên đạo phong ấn nhiều năm như thế, ai có thể cam lòng chứ? Nhưng cũng đành chịu, người phụ nữ kia mạnh đến mức khiến nàng ta thấy tuyệt vọng. Nàng ta đã là đột nhất, vốn cho rằng có thể đánh một trận với người phụ nữ kia, nhưng không ngờ vẫn sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Nghĩ tới đây, thiên mạt không nhịn được muốn mắng người. Một thiên đạo đáng sợ như thế từ bao giờ chứ? Như nghĩ đến điều gì, nàng ta đột nhiên nhìn theo hướng Diệp Huyên rời đi. Thư phòng. Ánh mắt thiên mạt dần trở nên lạnh lẽo, nhưng sau đó, vẻ lạnh lẽo đó trở thành không biết làm sao. Diệp Huyên vừa trở về Vu tộc, Quan Âm đã tìm đến hắn. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, lão Lý đã xây dựng gần xong trận pháp kia rồi, bảo ngươi đi xem thử. Trận pháp ngũ duy. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, nhanh thế. Quan Âm lắc đầu, còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bây giờ chỉ muốn ngươi đi xem thử có xuất hiện vấn đề gì không thôi. Diệp Huyên đen mặt, bảo mình đi xem thử. Lỡ thử xong rồi đi đời luôn thì phải làm sao? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, chỉ có ngươi mới có thể chịu được uy lực của trận pháp thôi. Diệp Huyên gật đầu, dẫn ta đi. Quan Âm gật đầu, sau đó dẫn Diệp Huyên đi tới một vùng tinh không. Lúc này có mấy nghìn người tập trung ở nơi này, đều là trận pháp sư và linh trận sư. Người đứng đầu chính là lão Lý. Thấy Diệp Huyên, mọi người vội vàng hành lễ. Bọn họ vô cùng kính trọng Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn mọi người, sau đó chắp tay, mọi người vất vả rồi. Mọi người vội vàng lắc đầu, đối với bọn họ, đây là cuộc chiến sinh tồn. Đương nhiên nó còn có một ý nghĩa với trận pháp sư bọn họ. Xây dựng một trận pháp siêu cấp trước giờ chưa từng có, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta hăng hái rồi. Diệp Huyên nhìn về phía lão Lý xoay người, mở trận. Lão vừa dứt lời, mấy nghìn dặm tinh không bắt đầu rung mạnh, sau đó, ánh sao ở xung quanh bắt đầu biến mất, chẳng mấy chốc, dưới chân tất cả mọi người xuất hiện một đại trận tinh quang khổng lồ, đại trận này tựa như một vòng tròn bao phủ cả tinh không. Trên đại trận tinh quang này có vô số phù văn nhỏ màu vàng, những phù văn này trải rộng khắp tinh không, lúc này, tinh không trở nên vô cùng kỳ lạ. Lão Lý chỉ về phía vòng tròn màu vàng ở xa xa, đó là vị trí trung tâm mắt trận. Diệp Huyên gật đầu, lập tức xuất hiện trên vòng tròn màu vàng đó. Trong nháy mắt, tinh không lại bắt đầu chấn động kịch liệt, đại trận tinh quang dưới chân Diệp Huyên không ngừng rung lên, những phù văn màu vàng kia bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, vô số lực lượng cuộn trào ra từ bên trong phù văn, sau đó tựa như dòng nước tập trung về phía Diệp Huyên. Vừa mới tiếp xúc với những lực lượng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Lực lượng thật sự quá mạnh. Lúc này, cơ thể Diệp Huyên bắt đầu run rẩy, những lực lượng này là lực lượng đến từ bên ngoài, không phải lực lượng của hắn, có ảnh hưởng rất lớn đến thân thể của hắn. Lúc này, lão Lý ở phía xa vội nói, Diệp công tử, những lực lượng này không phải lực lượng của cậu phải khống chế chúng nó, sau đó sử dụng chúng nó. Thật ra điều lão lo lắng nhất là thân thể Diệp Huyên không thể chịu được lực lượng mạnh mẽ của thứ này, nếu thế, người đầu tiên chết sẽ là Diệp Huyên. Nhưng nếu Diệp Huyên có thể chịu đựng được, thì hắn sẽ có thể khống chế lực lượng của trận pháp, hơn nữa còn có thể điều khiển nó. Điều kiện tiên quyết là Diệp Huyên có thể chịu đựng được nó. Diệp Huyên đứng trong mắt trận từ từ nhắm mắt lại, lúc này, thân thể của hắn đã hơi căng ra. Lực lượng này rất mạnh. Nhưng cũng may nó không mạnh đến mức hắn không thể chịu đựng được. Diệp Huyên từ từ siết chặt hai tay, bây giờ, hắn cảm thấy trong người mình tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, đây không phải lực lượng của hắn, nhưng nó thật sự rất mạnh. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt hét to, đến đi. Vừa dứt lời, trong mắt hắn chợt biến thành một biển sao, sau đó, vô số tinh thần lực trong tinh không tập trung về phía hắn. Đạo tắc tinh thần. Khi những tinh thần lực này tiến vào người hắn, sắc mặt hắn chợt trở nên tái mét, sắc mặt lão Lý thay đổi, lão vội nói, Diệp công tử, mau dừng tay, bây giờ thân thể cậu vẫn chưa thể hấp thu nhiều lực lượng như thế. Những trận pháp sư đang có mặt cũng đứng ngồi không yên, vì bây giờ Diệp Huyên rõ ràng đang hấp thu quá nhiều lực lượng,
thân thể khó mà chống đỡ được. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, lúc này, hắn cảm thấy thân thể của mình đã hơi chết lặng, rõ ràng là thân thể hắn đã sắp không chịu được rồi. Lúc này, tinh không xa xôi đột nhiên nứt ra, sau đó, hai ông lão xuất hiện, lúc hai người xuất hiện, tinh không không ngừng rung động, tựa như không chịu nổi lực lượng đáng sợ của hai người họ vậy. Đột nhất cảnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai ông lão. Hai người này từ đâu ra vậy? Hai ông lão đứng trong tinh không đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng, hai người nhìn xuống mấy người Diệp Huyên, khi nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ bên dưới, bọn họ nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt là vẻ nghi ngờ. Những người này biết hai người họ muốn đến đây à? Hai người này là do giáo tông và các chủ tiên các phái xuống, lần lượt là một giáo chủ mặc đồ đỏ của thần đình tên Lý Miện và một tiểu các chủ của tiên các tên Mạc Đạo. Hai người đều là đột nhất cảnh. Mục đích lần này bọn họ xuống đây rất đơn giản, chính là muốn biết đạo kinh kia có ở trong tay Diệp Huyên không. Hai người không ngờ vừa xuống đã gặp phải tình huống này. Người của Ngũ Duy biết bọn họ muốn đến à? Diệp Huyên ở bên dưới nhìn về phía hai ông lão, hắn có thể cảm nhận được hai người này đều là đột nhất cảnh, rất rõ ràng là xuống từ đạo giới hoặc là cổ tự gì đó kia. Lý Miện nhìn xuống Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên à? Diệp Huyên cũng nhìn Lý Miện, đạo giới. Lý Miện gật đầu, hỏi Diệp Huyên, đạo kinh kia có ở trong tay ngươi không? Diệp Huyên nhếch miệng cười, các ông đến đúng lúc lắm. Dứt lời, kiếm Thiên Chu đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, một khắc sau, hắn chém một kiếm về phía tinh không. Trong nháy mắt, lực lượng tập trung trong người hắn tựa như nước tràn bờ để biến thành một tia kiếm quang bay về phía tinh không. Một kiếm này khiến thiên địa thất sắc. Một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của Diệp Huyên trước mắt. Một kiếm chém ra, hủy thiên diệt địa. Khi hai người Lý Miện ở sâu trong tinh không nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hai người lúc này. Hai người không dám coi thường, Lý Miện tiến lên một bước, chậm rãi siết chặt tay phải, trong nháy mắt. Không gian xung quanh ông ta lập tức biến thành một vòng xoáy lớn, trong vòng xoáy có lực lượng mạnh mẽ không ngừng lan ra, một khắc sau, ông ta đánh một quyền xuống dưới. Trong nháy mắt, không gian chỗ ông ta lập tức biến thành hư vô, một quyền ấn màu đen kèm theo lốc xoáy di chuyển từ trên xuống. Vào khoảnh khắc Lý Miện ra tay, Mạc Đạo ở bên cạnh cũng tiến lên một bước đi của lão ta cũng khiến tinh không chấn động, sau đó, lão ta đánh ra một chưởng, ngay sau đó, một trưởng ấn dài đến nghìn trượng xuất hiện trong tinh không. Trưởng ấn vừa xuất hiện, cả tinh không đều trở nên hư ảo. Một đòn dùng hết sức lực của hai cao thủ đột nhất cảnh. Rõ ràng bọn họ không hề xem thường một kiếm này của Diệp Huyên. Sống đến tuổi này, bọn họ biết rõ không thể xem thường bất cứ một ai cả, đặc biệt là Diệp Huyên, đây là người có quan hệ với Diệp Thanh Chi. Trong tinh không. Một kiếm kia của Diệp Huyên chém thẳng lên trên quyền ấn đó. Quyền ấn rung động kịch liệt, sau đó nổ tung, một làn khí mạnh mẽ làm chấn động cả tinh không, tựa như một vụ nổ lớn. Kiếm khí không bị đánh tan mà còn lao thẳng tới, chém lên trên trưởng ấn to lớn kia. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một kiếm chém thẳng lên trưởng ấn, sau đó trở nên hư ảo, sau một thoáng yên tĩnh, trưởng ấn kia cứ thế tan biến. Kiếm khí vẫn không chịu ảnh hưởng, tiếp tục lao lên, chém thẳng vào hai người Lý Miện trong tinh không. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người Lý Miện lập tức thay đổi, uy lực của một kiếm này có hơi vượt khỏi dự đoán của bọn họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một khắc sau, hai người cũng trở nên hư ảo, sau đó, hai lực lượng mạnh mẽ như hủy thiên diệt địa cuộn trào xuống từ trong tinh không. Vô cùng mạnh mẽ. Hai lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên kiếm khí kia của Diệp Huyên. Kiếm quang nứt vỡ, vô số kiếm khí thoáng chốc càn quét cả tinh không. Trong khoảnh khắc này, tinh không bị những kiếm khí còn sót lại làm vỡ vụn. Lý Miện và Mạc Đạo đều lùi xa gần vạn trượng. Sau khi dừng lại, trên người bọn họ xuất hiện vô số vết kiếm, thân thể bị chém nát. Thấy cảnh này, hai người đều ngơ ngác. Trong khoảnh khắc khi nãy, hai người họ suýt bị kiếm khí kia chém chết. Bên dưới,
Diệp Huyên tay cầm trường kiếm nhìn hai người Lý Miện, hai người cũng nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Hai người không tiếp tục chiến đấu nữa, vì họ không chắc có thể đỡ được kiếm thứ hai của Diệp Huyên. Diệp Huyên ở bên dưới cũng không ra chiêu nữa, vì cao thủ như thế muốn trốn, hắn hoàn toàn không làm gì được. Diệp Huyên cất kiếm đi, sau đó nhìn về phía đám người lão Lý ở cách đó không xa, uy lực của trận pháp không đủ, tiếp tục tăng cường. Nói xong, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía xa. Uy lực không đủ. Mấy người lão Lý đưa mắt nhìn nhau, suýt nữa chém chết hai cao thủ độn nhất cảnh mà vẫn chưa đủ. Lúc này, Quan Âm ở bên cạnh cất lời, đạo giới không chỉ có hai cao thủ độn nhất cảnh, ngoài ra, chúng ta còn phải đối mặt với ngũ duy kiếp nữa. Nói xong, ả ta nhìn mọi người, làm theo ý hắn, tiếp tục tăng cường trận pháp này. Sau đó, ả ta xoay người rời đi. Các trận pháp sư xung quanh nhìn nhau, không ngừng cười khổ. Bọn họ vốn cho rằng trận pháp này đã đáng sợ lắm rồi, nhưng không ngờ Diệp Huyên vẫn chưa hài lòng. Không đủ mạnh. Sau một hồi yên lặng, lão Lý đột nhiên cất lời, các vị có ý kiến gì cứ nói. Lúc này, một trận pháp sư trầm giọng nói, nếu muốn tăng cường trận pháp này thì cần phải có thêm nhân lực, tập trung cao thủ hàng đầu của vũ trụ ngũ duy đến nơi này, mượn lực lượng của bọn họ. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều nhíu mày. Gọi tất cả cao thủ đến đây cũng không phải chuyện khó, nhưng khó ở chỗ, Diệp Huyên có thể chịu đựng lực lượng lớn mạnh như thế sao? Không chỉ Diệp Huyên, trận pháp có thể chịu đựng hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Các trận pháp sư bắt đầu thảo luận. Diệp Huyên quay về Liên Minh Điện, Quan Âm đi bên cạnh hắn. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chuyện này không thể nóng vội. Ngươi có thể đả thương hai độn nhất cảnh chỉ với một kiếm, xét từ góc độ nào đó thì trận pháp này đã thành công rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, kẻ thù của chúng ta không chỉ có ngũ duy kiếp, mà còn có những người trên tinh không nữa. Quan Âm gật đầu, ừ. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm, khoảng thời gian này thực lực tổng thể của ngũ duy đã phát triển thế nào rồi? Quan Âm đáp, hiệu quả rất tốt, bây giờ chúng ta đã có 28 cao thủ bán bộ độn nhất cảnh, trong đó có A-La, cô gái một chân của ngục tối vô biên và dị thú kinh mới đột phá, ác ma nhạn và thần đế cũng không bao lâu nữa sẽ đột phá độn nhất. Nói đến đây, ả ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, An Lan Tú cô nương và Trương Văn Tú của thư viện có thiên phú rất cao, nhưng bây giờ các nàng vẫn chưa đến lúc đột phá bán bộ độn nhất, người của chúng ta đang củng cố căn cơ giúp các nàng, đợi sau khi thời cơ chín muồi, các nàng muốn đột phá độn nhất cũng không phải chuyện khó. Diệp Huyên gật đầu, chú trọng bồi dưỡng những người có thiên phú cực tốt kia, đương nhiên những người thiên phú không được tốt lắm cũng không sao, chỉ cần bọn họ cố gắng thì cũng phải bồi dưỡng. Quan Âm gật đầu, ta hiểu. Thiên phú không phải tiêu chuẩn duy nhất để thành công, rất nhiều lúc, cố gắng quan trọng hơn thiên phú. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, có một nhóm người tìm đến chúng ta, hy vọng chúng ta có thể cung cấp cho bọn họ tài nguyên tu luyện. Nhưng ta cần ngươi đồng ý trước đã. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm, ai? Quan Âm đáp, mấy thượng thần thái nhất. Mấy người thái nhất. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, đợi câu trả lời của hắn. Diệp Huyên lắc đầu, bảo bọn họ đi đi. Quan Âm muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, không thể cùng chung hoạn nạn, dựa vào cái gì cùng hưởng giàu sang. Quan Âm gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên nói, chúng ta phải để người đời biết chúng ta không phải người coi tiền như rác, mọi người có thể cùng hưởng giàu sang thì cũng phải cùng chung hoạn nạn. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Diệp Huyên đột nhiên nói, A Mục và A Thiến sao rồi? Quan Âm trầm giọng đáp, bây giờ hai người đều đang đột phá quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyên sửng sốt, nhanh thế. Quan Âm cười nói, đây là công lao của Tiểu Linh Nhi, đan dược cô bé luyện chế rất cao cấp. Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, cô bé này rất có ích. Như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên lại nói, đúng rồi, kiếm tông.
Quan Âm trầm giọng nói, bọn họ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chúng ta, tất cả tài nguyên cao cấp đều sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn họ. Bọn họ được ưu tiên hơn tất cả mọi người. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm nói, bọn họ là những người mạnh nhất của chúng ta, nếu có thể đột phá cảnh giới, nhóm người này chính là thanh lợi kiếm của ngũ duy, những thanh lợi kiếm có thể đâm thủng lục duy và đạo giới. Diệp Huyên cười nói, lục duy, đạo giới. Lúc này, hắn chợt phát hiện dã tâm của Quan Âm rất lớn. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, ngươi không có ý định này sao? Diệp Huyên cười khẽ, lục duy thì thôi đi, nhưng với đạo giới, ta cảm thấy có thể thử. Quan Âm trầm giọng nói, bây giờ lục duy giúp đỡ chúng ta là vì. Diệp Huyên ngắt lời ả ta, cho dù vì ý do gì, bọn họ không phản bội Diệp Huyên ta, Diệp Huyên ta không sẽ không phản bội bọn họ. Cũng giống như ngũ duy bây giờ, các ngươi không phản bội Diệp Huyên ta, chắc chắn ta sẽ không phản bội các ngươi, hiểu không? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, dã tâm có thể có, nhưng làm người không thể vong ơn bội nghĩa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quan Âm im lặng một lát rồi lắc đầu. Ả ta mong Diệp Huyên có dã tâm hơn một chút, tàn nhẫn hơn một chút. Nhưng ả ta lại không mong Diệp Huyên quá có dã tâm và quá tàn nhẫn. Vì ả ta sợ. Sợ Diệp Huyên tàn nhẫn đến mức trở mặt với cả người của mình. Nếu là thế, tương lai của tộc Âm Linh chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Một nhân tài không từ mọi thủ đoạn, lúc cần thiết sẽ hy sinh tất cả, kể cả người thân thiết với mình. Mà Diệp Huyên thì khác, chắc chắn hắn sẽ không vì lợi ích mà hy sinh người bên cạnh mình. Nghĩ đến đây, Quan Âm khẽ thở dài, một người lương thiện. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Ở thế giới này, không làm việc ác đã là vô cùng lương thiện rồi. Sau khi rời đi, Diệp Huyên đi tới một vùng tinh không, có một cô gái đã đợi ở đây từ lâu. Chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyên, không nói nhảm câu nào mà thẳng tay đâm ra một kiếm. Nhất kiếm nhất niệm. Thấy thế, Diệp Huyên lắc đầu, cái gì gọi là yêu nghiệt? Chính là Tiểu Thất trước mắt đây. Mình chỉ biểu diễn một chút kiếm niệm cho nàng ta xem một chút mà nàng ta đã biết rồi. Thiên phú thế này chẳng khác nào gian lận cả. Diệp Huyên không dám coi thường, hắn cũng đâm ra một kiếm. Hai người đều là kiếm niệm. Hai thanh kiếm vừa chạm vào nhau. Tiểu Thất thoáng chốc lùi lại mấy chục trượng. Diệp Huyên và Tiểu Thất đều sửng sốt. Diệp Huyên không ngờ uy lực một kiếm của mình lại mạnh hơn Tiểu Thất nhiều thế. Trong mắt Tiểu Thất cũng lộ vẻ ngạc nhiên, vì sao chiêu kiếm này của ngươi lại mạnh thế? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, vì niềm tin kiếm đạo của hắn mạnh hơn ngươi. Tiểu Thất và Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, có hai cô gái đi tới từ cách đó không xa, chính là A Tử và Tư Đồ. A Tử nhìn Diệp Huyên, niềm tin kiếm đạo của ngươi mạnh hơn nàng, cho nên uy lực một kiếm của ngươi cũng mạnh hơn nàng. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyên, niềm tin kiếm đạo của ngươi là gì? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, thủ hộ ngũ duy. Bảo vệ ngũ duy. Nghe vậy, mấy người đang có mặt đều im lặng. Lúc này, A Tử cất lời, nếu ngươi thật lòng, thì cả ngũ duy chính là nền tảng cho niềm tin kiếm đạo của ngươi. Kiếm niệm của ngươi lấy toàn bộ vũ trụ làm nền tảng, rất ít có ai thắng được ngươi trên phương diện kiếm niệm. Dù là ta cũng thế. Diệp Huyên nhìn về phía A Tử sư tỷ, niềm tin kiếm đạo của tỷ là gì? A Tử lạnh nhạt đáp, không liên quan đến ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên chợt rung lên, sau đó, hắn cau mày, trong mắt lóe lên sóng khi lạnh lẽo. Một lát sau, hắn chợt nói, truyền lệnh xuống, cứ nói đạo kinh ở trong tay Diệp Huyên ta. Nghe vậy, những người đang có mặt đều giật mình. Mấy người A Tử cũng không ngờ Diệp Huyên lại đột nhiên làm thế. Bây giờ tất cả mọi người vẫn chỉ đang suy đoán là quyển kinh kia ở trong tay hắn, mà nếu hắn tuyên bố như thế, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Tiểu Thất trầm giọng nói, nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyên gật đầu, đạo giới bắt đầu nhằm vào tiểu đạo rồi. Nói xong,
hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, ta cần giúp nàng phân tán sự chú ý của bọn họ. Đạo giới. Vô số người tìm cô gái váy trắng nhưng lại không có tung tích của nàng, cũng không có tung tích của tộc trưởng đế tộc. Vì vậy, một số người bắt đầu có ý đồ với gia tộc Ma Đạo. Vì bây giờ đang là thời điểm yếu nhất của gia tộc Ma Đạo. Dù gia tộc Ma Đạo đang yếu đi, nhưng vẫn còn có vô số của cải, đây là một thứ bất kỳ thế lực nào cũng không thể từ chối. Bây giờ tình huống của gia tộc Ma Đạo rất tệ. Trong gia tộc Ma Đạo, tiểu đạo ngồi đối diện một ông lão. Ông lão này là đại giáo chủ của thần đình, ở thần đình, địa vị của lão ta chỉ đứng sau giáo hoàng. Đại giáo chủ nhìn tiểu đạo cô nương, nếu gia tộc Ma Đạo chịu quy thuận thần đình ta, lão phu có thể đảm bảo gia tộc Ma Đạo của cô sẽ tồn tại mãi mãi. Rất thẳng thắn. Rõ ràng là thần đình muốn thu gia tộc Ma Đạo vào tay. Tiểu đạo im lặng. Bây giờ gia tộc Ma Đạo hoàn toàn không có quyền từ chối. Ngay cả cơ hội trì hoãn cũng không có. Nếu từ chối, dù thần đình không công khai ra tay với gia tộc Ma Đạo cũng có thể âm thầm ám hại bọn họ. Bây giờ gia tộc Ma Đạo chỉ có một vị độn nhất cảnh, thật sự rất yếu. Lúc này, trong lòng tiểu đạo chợt có cảm giác vô lực. Lần này gia tộc Ma Đạo thật sự tự mình hại mình rồi. Rảnh rỗi đi trêu vào cô gái váy trắng làm gì? Đại giáo chủ đang định lên tiếng thì lúc này, lão ta chợt nhíu mày, sau đó, lão ta đột nhiên đứng dậy, xoay người biến mất ở chân trời. Thấy cảnh này, tiểu đạo và Ma Trung ở bên cạnh sửng sốt. Tiểu đạo nhìn về phía Ma Trung, xảy ra chuyện gì vậy? Ma Trung lắc đầu, không biết, để ta đi điều tra xem sao. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Một lát sau, Ma Trung quay lại. Ông ta trầm giọng nói, hạ giới truyền tin đến nói đạo kinh kia ở trong tay cô ra. Tiểu đạo nhíu mày, ai đồn? Ma Trung đáp, tin tức truyền đến từ Ngũ Duy. Bây giờ, tin tức này đã truyền khắp đạo giới rồi. Tiểu đạo im lặng một lát, nàng đi đến cửa đại điện, nhìn về phía chân trời xa xăm, nhẹ giọng nói, là hắn. Ma Trung hơi khó hiểu, có ý gì? Tiểu đạo trầm giọng nói, chắc chắn hắn biết tình huống của chúng ta, cho nên mới tung tin này ra, thu hút sự chú ý. Ma Trung cau mày, sao hắn biết tình huống của chúng ta được? Tiểu đạo nhìn về phía Ma Trung, Lục Duy. Nghe vậy, Ma Trung lập tức hiểu ra. Lục Duy giúp Diệp Huyên đã không phải là chuyện bí mật nữa. Ma Trung trầm giọng nói, cô ra làm thế. Nói đến đây. Ông ta nhìn về phía tiểu đạo, có thể nhìn ra cô gia rất quan tâm tiểu thư không nhìn lầm người. Tiểu đạo. Ma Trung lại nói, nhưng hắn làm như vậy, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu đạo gật đầu, rất nguy hiểm, bây giờ tất cả sự chú ý của đạo giới đều sẽ tập trung vào hắn. Dứt lời, trong mắt nàng lộ vẻ phức tạp, thật là một tên ngốc. Đạo kinh ở Ngũ Duy. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp đạo giới chẳng khác nào bệnh dịch. Lúc này, những người đang tìm cô gái váy trắng bắt đầu rời mục tiêu. Vũ trụ Ngũ Duy. Nhưng bọn họ nhanh chóng gặp rắc rối, vì bọn họ không xuống được. Không phải tất cả mọi người đều có thể đi xuống vũ trụ Ngũ Duy. Giáo hoàng của thần đình và các chủ khương vũ của tiên các đang đứng trên một vùng mây. Trước mặt hai người họ là Lý Miện và Mạc Đạo vừa đi lên từ vũ trụ Ngũ Duy. Giáo hoàng khẽ nói, hắn biết hai người các ngươi muốn đi xuống à? Lý Miện trầm giọng nói, đúng thế. Hai chúng ta vừa mới đến Ngũ Duy đã thấy Diệp Huyên đang đứng đợi, sau đó hắn sử dụng một trận pháp làm hai người chúng ta bị thương nặng. Giáo hoàng hỏi, có biết là trận pháp gì không? Lý Miện lắc đầu, không biết. Giáo hoàng gật đầu. Không hổ là Diệp Thanh Chi, từng là người xuất sắc nhất đạo giới. Khương Vũ lên tiếng, hắn biết các ngươi muốn xuống, có phải là vì Lục Duy không? Lục Duy. Thật ra bọn họ cũng biết Lục Duy giúp đỡ Diệp Huyên. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không có cách xử lý chuyện này, cũng đâu thể tuyên chiến với Lục Duy được. Lục Duy cũng không dễ bắt nạt như Ngũ Duy. Lúc này... Giáo hoàng đột nhiên nói, cho dù có phải Lục Duy không,
Từ chuyện này có thể thấy Diệp Huyên đã bắt đầu đề phòng đạo giới chúng ta rồi. Nói cách khác, đạo kinh kia rất có thể ở trên người hắn, mà cô gái váy trắng chỉ là từng thấy đạo kinh mà thôi. Khương Vũ gật đầu, có lẽ là thế, nhưng ta hơi lo lắng về cô gái váy trắng và Đế Lâm Uyên, nếu cô gái váy trắng còn sống, nàng ta từng đọc đạo kinh, không biết sẽ phát triển đến mức nào. Nếu Đế Lâm Uyên còn sống, vậy thì chứng minh cô gái váy trắng đã chết, như vậy chắc hẳn Đế Lâm Uyên sẽ lấy được bí mật của đạo kinh từ cô gái váy trắng. Giáo hoàng lên tiếng, cho nên chúng ta phải mau chóng lấy được đạo kinh từ trong tay Diệp Huyên, để tránh đạo kinh rơi vào tay Lục Duy. Khương Vũ khẽ nhíu mày, hai chúng ta đích thân xuống đó à? Có thể nói, đạo giới chỉ có cao thủ độn nhất cảnh mới có thể đi ngũ duy, vì phải xuyên qua vách ngăn của hai vũ trụ là điều vô cùng khó khăn. Giáo hoàng chợt cất lời, nghĩ xem, nếu Đế Lâm Uyên tìm thấy cô gái váy trắng thì kết cục sẽ thế nào? Khương Vũ hít mắt, hai bên cùng có hại. Giáo hoàng gật đầu, cô gái váy trắng vốn đang bị thương nặng, Đế Lâm Uyên tìm thấy nàng ta, chắc chắn hai người sẽ đấu một trận, với thực lực của hai người họ, cho dù là ai thắng thì bên còn lại cũng sẽ trọng thương. Ta đoán lúc này cô gái váy trắng và Đế Lâm Uyên đang nghỉ ngơi dưỡng thương ở nơi nào đó. Lý Miện ở bên cạnh chen miệng vào, tại sao không mặc kệ hai người họ, đi tìm Diệp Huyên luôn. Mạc Đạo lắc đầu, hai người này, cho dù ai còn sống cũng là một uy hiếp với chúng ta. Đạo kinh kia ở trong tay Diệp Huyên, mà lúc này dù Diệp Huyên khá mạnh, nhưng sau này hắn mới có thể mang đến uy hiếp cho chúng ta. Còn cô gái váy trắng và Đế Lâm Uyên này, hai người họ đều là độn nhất cảnh, ai còn sống cũng sẽ uy hiếp đến chúng ta. Lý Miện gật đầu. Tuy Diệp Huyên có đạo kinh, nhưng bây giờ hắn vẫn không thể uy hiếp đến đạo giới. Còn cô gái váy trắng và Đế Lâm Uyên thì khác, hai người này đều là độn nhất cảnh, nếu một trong hai người mạnh thêm một bậc. Lúc này, giáo hoàng chợt nói, chia làm hai hướng, ta và Khương Huynh đi tìm cô gái váy trắng và Đế Lâm Uyên, người của chúng ta sẽ đến ngũ duy. Khương Vũ trầm giọng nói, dường như Diệp Huyên kia không yếu như chúng ta nghĩ. Giáo hoàng nhìn về phía Khương Vũ, vậy thì phái nhiều người một chút. Thần đình ta phái ra ba độn nhất cảnh, tiên các huynh cũng thế, hơn nữa, có thể bảo bọn họ mang thần vật xuống. Sáu độn nhất cảnh. Không thể không nói, đội ngũ này không hề xem thường Diệp Huyên chút nào. Lý Miện ở bên cạnh đột nhiên nói, ta cảm thấy Diệp Huyên này không đơn giản thế. Mọi người nhìn về phía Lý Miện, ông ta nói tiếp, dù hắn dựa vào trận pháp mới làm hai người chúng ta bị thương nặng, nhưng kiếm của hắn rất mạnh. Ta cảm thấy người này cũng rất nguy hiểm, không bằng chúng ta dốc toàn lực giết chết hắn trước, dù sao thư phòng cũng ở trong tay hắn, không chỉ có thể diệt trừ hậu họa, còn có thể lấy được thư phòng nữa. Giáo hoàng hỏi, sáu độn nhất cảnh vẫn chưa đủ sao? Lý Miện lắc đầu, chỉ là nếu giáo chủ và Khương các chủ tự mình đi xuống thì chúng ta sẽ chắc chắn hơn. Giáo hoàng lắc đầu, ta biết nỗi lo của ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ lỡ như đạo kinh không ở trên người Diệp Huyên, mà ở trên người cô gái váy trắng thì sao? Lý Miện im lặng. Thật ra trong lòng giáo hoàng và Khương Vũ đều cảm thấy đạo kinh ở trong tay cô gái váy trắng, chứ không phải ở trong tay Diệp Huyên. Thử hỏi, một cao thủ độn nhất cảnh sao có thể bỏ qua đạo kinh kia được? Hai người đều muốn đi tìm cô gái váy trắng hoặc Đế Lâm Huyên. Đương nhiên đạo kinh cũng có thể ở trong tay Diệp Huyên, mà theo bọn họ thấy, một cao thủ độn nhất cảnh của Lục Duy đã đủ càn quét cả ngũ duy rồi. Phải biết rằng ngũ duy bây giờ không có một cao thủ độn nhất cảnh nào cả. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, tuy ngũ duy không có cao thủ độn nhất cảnh, nhưng Diệp Huyên này thật sự không đơn giản, hơn nữa Lục Duy còn đang giúp đỡ hắn. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, giáo hoàng. Không bằng thế này, bảo bọn họ mang theo thần minh thước của thần đình các huynh và chuông tiên đạo của tiên các ta đi xuống, hai thần vật cao cấp và sáu độn nhất cảnh đã đủ để chống lại tất cả cao thủ rồi. Giáo hoàng ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, cũng được. Sáu cao thủ độn nhất cảnh và hai thần vật quý báu, đừng nói là một Diệp Huyên, dù là hai người họ cũng không thể đấu lại. Bọn họ cũng là độn nhất cảnh, đương nhiên bọn họ có mạnh hơn một chút. Nhưng một người không thể nào đấu với 5-6 người đi, như thế quá khó tin. Bây giờ Diệp Huyên mới chỉ là phá hư cảnh,
dù cộng thêm trận pháp gì đó của Ngũ Duy cũng không thể đánh thắng 6 cao thủ độn nhất cảnh, hơn nữa còn có hai món thần vật kia mà. Lý Miện không nói gì nữa, dù ông ta cảm thấy Diệp Huyên không đơn giản, nhưng đội ngũ này, đừng nói là ở vũ trụ Ngũ Duy, dù là ở đạo giới cũng đủ để càn quét rất nhiều thế lực rồi. Lúc này, Giáo Hoàng đột nhiên nói, đạo thôn có động tĩnh gì không? Đạo thôn, một thế lực lớn hàng đầu đạo giới, cũng là một thế lực thần bí nhất. Khương Vũ lắc đầu, đến nay vẫn không có bất kỳ một động tĩnh gì. Nghe vậy, Giáo Hoàng nhíu mày. Đạo kinh xuất hiện, đạo thôn không thể nào không hành động. Bọn họ không thể không đề phòng đạo thôn này, ông ta cũng không muốn bị người khác ngồi chờ ngựa ông đắc lời. Lúc này, Khương Vũ cất lời, giải quyết Diệp Huyên này trước đã. Nếu đạo kinh nằm trong tay hắn thì cũng bớt chuyện, còn nếu không phải, vậy cũng chẳng sao, tiện thể giải quyết hắn, diệt trừ một mối họa. Giáo Hoàng gật đầu. Diệp Huyên có quan hệ với Diệp Thanh Chi, mà thảm án của nhà họ Diệp năm đó, bọn họ cũng có nhúng tay vào. Cho nên dù đạo kinh có ở trong tay Diệp Huyên không, Diệp Huyên cũng đều phải chết. Khương Vũ lại nói, chuyện này không thể chậm trễ được, bảo người của chúng ta mau chóng hành động đi. Giáo Hoàng gật đầu. Sau đó, 6 cao thủ độn nhất cảnh hàng đầu rời khỏi đạo giới. Vũ trụ Ngũ Duy. Diệp Huyên đi tới Vĩnh Sinh chi địa, ông lão thợ rèn vẫn còn đang rèn. Hắn đang muốn rời đi, lúc này, một giọng nói vang lên từ trong nhà lá, một canh giờ là xong. Một canh giờ. Diệp Huyên gật đầu. Thật ra hắn vẫn vô cùng mong đợi, vì khoảng thời gian này, Quan Âm đưa tới vô số bảo vật và nguyên liệu chế tạo, có một vài thứ thì được Lục Duy đưa tới, có thể nói nếu ông lão thợ rèn này chế tạo thành công thì chắc chắn khiên nhân vương này sẽ trở nên kiên cố vô cùng. Mà hắn luôn rất tin tưởng ông lão thợ rèn. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên, tiểu tử, người bảo tiểu Linh Nhi cho ta chút đan dược nàng luyện chế đi. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, tiền bối, người cần đan dược làm gì? Tầng 9 nổi giận, đương nhiên để ăn rồi. Diệp Huyên hơi sửng sốt, người cũng cần ăn đan dược à? Tầng 9 cạn lời, ta cũng phải tu luyện mà. Nét mặt Diệp Huyên trở nên hơi kỳ lạ. Tầng 9 nói, tiểu tử, có phải trong lòng ngươi ta là kiểu rất lợi hại không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng thế, trong lòng ta, tiền bối cùng đẳng cấp với thiên đạo. Cái này hắn không hề nói dối, ở trong lòng hắn, tầng 9 thật sự rất mạnh mẽ. Đây là người đàn ông từng đấu tay đôi với tiên tri đấy. Tầng 9 khẽ thở dài, ta đánh giá thấp tốc độ trưởng thành của ngươi, ngươi trưởng thành quá nhanh, kẻ thù cũng ngày càng mạnh hơn, bây giờ, kẻ thù của ngươi đều là độn nhất cảnh, ta cảm thấy không bao lâu nữa, kẻ thù của ngươi sẽ là cao thủ trên độn nhất, tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, người bên cạnh ngươi đã ngày càng không theo kịp bước chân của ngươi rồi sao? Diệp Huyên im lặng. Bây giờ bên cạnh hắn, ngoài mấy người An Lan Tú, những người khác thật sự đã không theo kịp bước chân của hắn nữa. Tầng 9 lại nói, đi theo ngươi thật sự quá nguy hiểm. Bây giờ cả ta cũng cảm thấy áp lực, ta sợ một ngày nào đó ra ngoài sẽ bị người ta giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên. Tầng 9 nói, ta có hai yêu cầu, có tài nguyên tu luyện gì cũng cung cấp cho ta một ít, lúc nào đó cho ta mượn đạo kinh xem thử, ngoài ra thì không còn yêu cầu gì nữa. Đạo kinh. Diệp Huyên cười khẽ tiền bối, mục đích thật sự của người là đạo kinh, đúng không? Tầng 9 nói thẳng, đúng thế. Diệp Huyên gật đầu, đến lúc đó nếu trong thư phòng có đạo kinh, ta nhất định sẽ cho tiền bối mượn xem. Tầng 9 nói, hào phóng. Diệp Huyên cười, vậy tiền bối, thân phận thật sự của người là gì? Hắn vẫn rất tò mò với thân phận của tầng 9. Tầng 9 nói, ta cũng không có thân phận gì, chỉ là một tán tu thôi, nhưng ta thích thám hiểm, trước kia cũng từng có được rất nhiều kỳ ngộ. Lúc đó cũng xem như rất có thành tựu, nhưng sau khi đi theo ngươi, ta chợt phát hiện là mình rất nhỏ bé. Diệp Huyên nói, ý người là cô gái váy trắng sao? Tầng 9 nhẹ giọng nói, không chỉ nàng, cũng ví dụ như thiên đạo kia. Thật không giấu gì, trước đây ta cũng từng xem thường thiên đạo, cảm thấy nàng không có gì ghê gớm cả, đây có lẽ là tật xấu của người tu đạo,
tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ tự thấy mình còn cao hơn trời. Nhưng cũng may ta không giống mấy người nào đó, rảnh rỗi là muốn làm đi làm trái với ý trời, nếu không e rằng kết cục của ta đã thảm hại hơn rồi. Người phụ nữ này còn đáng sợ hơn tiên tri gấp trăm lần. Thiên đạo ngũ duy. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, có thể nhìn ra tầng 9 rất sợ Mộ Niệm Niệm này. Nhưng cũng bình thường, người phụ nữ này chẳng những mạnh mẽ mà còn nham hiểm nữa, quá đáng sợ. Tầng 9 lại nói, tiểu tử, người thật sự nên vui mừng vì người phụ nữ này không có ý xấu với ngươi, nếu không ngoài cô gái váy trắng kia, e rằng thật sự không có ai bảo vệ được ngươi nữa. Cũng không đúng, nếu nàng có ý xấu với ngươi, e rằng lúc rời đi cô gái váy trắng đã giết chết nàng rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, người có thể cảm nhận được thiên đạo mạnh đến mức nào không? Tầng 9 nói, không cảm nhận được, ta không cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ này, nàng không ra tay, ta còn cho rằng nàng là người bình thường. Diệp Huyên im lặng. Hắn vẫn luôn thấy tò mò về thực lực của Mộ Niệm Niệm, nhưng người phụ nữ kia chỉ nói mỗi một câu, nàng không đánh lại cô gái váy trắng. Tầng 9 lại nói, thật ra so với thực lực của nàng, ta muốn biết mục đích của nàng hơn. Mục đích? Diệp Huyên trầm giọng nói, mục đích của nàng là bảo vệ vũ trụ này. Tầng 9 nói, có lẽ là thế. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ tiền bối cảm thấy mục đích của nàng không đơn giản là thế? Tầng 9 đáp, dù sao ta cũng cảm thấy nếu nàng muốn bảo vệ vũ trụ này là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần đưa tên gây họa là ngươi đi, đợi người của vũ trụ này tự sinh tự diệt, chục nghìn năm sau, vũ trụ sẽ từ từ khôi phục linh khí. Nhưng bây giờ nàng lại không làm thế, chẳng những thế nàng còn đang giúp ngươi, mà giúp ngươi chẳng khác nào đang giúp sinh linh của vũ trụ này, điều này hơi mâu thuẫn. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng có nghĩ tới vấn đề này. Tầng 9 hỏi, vậy ngươi có câu trả lời không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nàng từng nói với ta, nàng nói nếu vũ trụ này không có mạng sống thì chẳng phải nó sẽ rất cô độc sao? Tầng 9 im lặng. Diệp Huyên cười khổ, cho dù thế nào thì bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Tầng 9 đáp, nàng không có ý xấu với ngươi đã là chuyện tốt rồi. Diệp Huyên định nói tiếp thì lúc này, nhà tranh phía xa mở cửa, ông lão thợ rèn đi ra, trong tay, lão cầm một tấm khiên tròn màu đen. Diệp Huyên vội đi tới, tiền bối. Sắc mặt ông lão thợ rèn hơi tái, rõ ràng chế tạo thứ này khiến lão rất mất sức. Ông lão thợ rèn đưa tấm khiên tròn cho Diệp Huyên, của ngươi đây. Diệp Huyên nhận lấy tấm khiên, cầm vào rất nhẹ, trông rất đơn giản, bên trên không có hoa văn gì cả, giống như một miếng sắt bình thường vậy. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão thợ rèn, lão chợt chắp tay chỉ lên trên tấm khiên không ngừng rung động, sau đó một tia sáng đen bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy, sau đó, giữa chân mày hắn xuất hiện con dấu khiên đen rất nhỏ. Ông lão thợ rèn nói, tấm khiên này có thể chống lại ít nhất 8 phần sức mạnh của cao thủ độn nhất cảnh. Diệp Huyên chớp mắt, không phải 10 phần sao? Ông lão thợ rèn chừng hắn, ngươi cho rằng độn nhất cảnh là rác rưởi à? 10 phần sức mạnh, có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, cũng phải, nếu thứ này có thể hoàn toàn đỡ được sức mạnh của cao thủ độn nhất cảnh thì thật sự quá đáng sợ. Có thể nói, với thân thể của hắn bây giờ cộng thêm tấm khiên này, một cao thủ độn nhất cảnh muốn giết hắn là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, vũ trụ ngũ duy có mấy người Thiên Mạt và A Tửu. Cộng thêm trận pháp kia, có thể nói vũ trụ ngũ duy đã hoàn toàn có năng lực chống lại cao thủ độn nhất cảnh. Cũng có thể đấu một trận với đạo giới. Ông lão thợ rèn chợt nói, trong cao thủ độn nhất cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, không thể khinh thường, tuyệt đối đừng cảm thấy thân thể mình mạnh mẽ cộng thêm thứ này thì khinh thường cao thủ độn nhất cảnh. Bọn họ có thể đạt đến cảnh giới đó chắc chắn không phải người bình thường. Dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu. Đương nhiên hắn không dám khinh thường cao thủ độn nhất cảnh rồi. Như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn về phía ông lão thợ rèn, tiền bối, người biết đạo giới chứ? Ông lão thợ rèn lắc đầu, không biết. Nói xong, lão đi vào nhà. Diệp Huyên nhìn bóng lưng của lão, không thể không nói,
ông lão này cũng hơi thần bí đấy. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn thi lễ về phía nhà tranh, sau đó xoay người rời đi. Sau khi về đến Vu tộc, Diệp Huyên bắt đầu bế quan. Dung hợp với tấm khiên đen. Hắn không đổi tên, tấm khiên này vẫn tên là khiên nhân vương. Mà điều hắn muốn làm bây giờ là dung hợp một cách hoàn toàn với khiên nhân vương này, đạt tới mức độ như nước sữa hòa vào nhau. Cũng may trước đó khiên nhân vương này đã đi theo hắn, cho nên hắn dung hợp rất thuận lợi. Lúc Diệp Huyên bế quan, vũ trụ ngũ duy cũng đang nhanh chóng phát triển, đặc biệt là mấy người lão lý, mấy người trận pháp sư ngày đêm không ngừng nghiên cứu, bọn họ chỉ có một mục đích, đó là nghiên cứu cho trận pháp ngũ duy càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Linh Nhi thì vẫn đang luyện đan, cô bé không hề thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ nữa. Vì bây giờ có hơn 10.000 luyện đan sư đi theo cô bé, hơn nữa bọn họ còn đều nghe lời cô bé chính là người đứng đầu giới luyện đan. Cũng nhờ có cô bé, thực lực tổng thể của ngũ duy mới được nâng cao nhanh đến thế. Kiếm Tông. Kiếm Tông là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, có thể nói, Kiếm Tông là thế lực phát triển nhanh nhất. Trong đó, Lục Sư Tỷ đã đạt tới bán bộ đột nhất, chẳng những thế, kiếm tu trong Kiếm Tông gần như đều đã đạt đến phá hư cảnh. Ngoài ra, Kiếm Tông còn thu hút vô số kiếm tu có thiên phú cao ở vũ trụ ngũ duy, sau khi kêu gọi những kiếm tu này, số người của Kiếm Tông cũng dần nhiều hơn. Điều đáng nói là việc bồi dưỡng Kiếm Tông được thực hiện một cách bí mật, vì thế ngoài một vài người như Quan Âm, không ai ở vũ trụ ngũ duy biết thực lực tổng thể của Kiếm Tông cả. Nói theo cách của Quan Âm là, Kiếm Tông là lá bài tẩy lớn nhất của vũ trụ ngũ duy. Quan Âm thật sự dốc hết vốn liếng với Kiếm Tông. Vì ả ta từng giao thủ với Kiếm Tông, hiểu rất rõ những kiếm tu này. Những kiếm tu này có chiến lực hàng đầu, cũng có thiên phú hàng đầu, nếu bọn họ trở nên mạnh hơn, thì chiến lực chắc chắn vô cùng đáng sợ. Có thể nói, Kiếm Tông là một thế lực hàng đầu duy nhất của vũ trụ ngũ duy không yếu thế trước đạo giới, vì thế, Quan Âm ưu tiên cung cấp rất nhiều tài nguyên cho Kiếm Tông. Ngoài ra, ả ta còn bảo thợ chế tạo bảo kiếm cực phẩm cho các kiếm tu của Kiếm Tông. Bây giờ, có thể nói trang bị của Kiếm Tông đã có sự thay đổi long trời lở đất. Phải nói rằng toàn bộ vũ trụ ngũ duy đều có sự thay đổi long trời lở đất. Quan Âm đứng yên trước phòng của Diệp Huyên. Thật ra ả ta biết, vũ trụ ngũ duy có chịu đựng được hay không đều trông chờ vào Diệp Huyên. Bây giờ Diệp Huyên là nhân vật quan trọng nhất. Nếu vũ trụ ngũ duy không có Diệp Huyên, liên minh này sẽ lập tức tan rã, vì không còn ai dám dẫn đầu nữa cả. Chống lại đạo giới. Chống lại ngũ duy kiếp. Bây giờ ở ngũ duy có ai có năng lực này chứ? Cho nên năng lực của Diệp Huyên càng có thể quyết định số mệnh của vũ trụ ngũ duy hơn. Lúc này, một cô gái xuất hiện bên cạnh Quan Âm. Người đó chính là Thiên Mạt. Thiên Mạt nhìn phòng của Diệp Huyên, hắn đang làm gì vậy? Quan Âm đáp, tu luyện. Thiên Mạt im lặng. Quan Âm nhìn Thiên Mạt, tiền bối tìm hắn có chuyện gì sao? Thiên Mạt không đáp. Huyết mạch của nàng ta có dấu hiệu đột phá, nhưng làm thế nào cũng thiếu một chút, mà nàng ta mãi không thể nắm bắt được một chút đó. Nếu trước đây lúc song tu không lãng phí những năng lượng kia. Thật quá lãng phí. Nếu làm lại lần nữa, chắc chắn nàng ta sẽ không lãng phí như thế. Huyết mạch. Thiên Mạt biết đây là một cơ hội lớn của nàng ta, nếu huyết mạch có thể đột phá, thực lực của nàng ta cũng sẽ thay đổi. Dù nàng ta đã là độn nhất cảnh, nhưng độn nhất cảnh cũng có chia mạnh yếu. Nói một cách nghiêm túc, độn nhất cảnh có chia làm hạ cảnh, trung cảnh và thượng cảnh. Mà nàng ta bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng được xem là hạ cảnh. Vì vậy, lần này nàng ta đến tìm Diệp Huyên là muốn huyết mạch của mình được đột phá. Quan Âm nhìn Thiên Mạt, không nói gì. Khoảng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên đi ra từ trong phòng. Khi thấy hai cô gái, hắn hơi sửng sốt, sau đó cười hỏi, các cô đang đợi ta à? Quan Âm gật đầu, ả ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, ta đến để nhắc nhở ngươi, ngươi ít nhất phải đột phá đến quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyên gật đầu, ta biết.
Đương nhiên hắn biết thật ra vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ chính là cảnh giới. Cảnh giới quá thấp. Nếu có thể đạt đến quy nguyên phá giới cảnh và bán bộ độn nhất, thì cao thủ độn nhất cảnh hắn cũng có thể giết chết. Nhưng hắn mới đột phá đến phá hư, trong thời gian ngắn thật sự không thích hợp đột phá quy nguyên phá giới. Quan Âm gật đầu, ả ta hơi do dự, sau đó nói, còn một chuyện ngươi nên biết. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? Quan Âm trầm giọng nói, tài nguyên tu luyện duy trì nhiều nhất nửa tháng. Nửa tháng? Diệp Huyên nhíu mày, hết rồi à? Quan Âm gật đầu, khoảng thời gian này, âm linh tộc của ta cùng với Thánh Đường và Thái Cổ tộc gần như lấy hết tất cả của cải ra, chúng ta cũng sắp không chịu nổi rồi. Diệp Huyên hỏi, có cách gì khác không? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, không còn cách nào tốt hơn nữa cả. Diệp Huyên im lặng. Hắn suýt quên mất một chuyện, khoảng thời gian này, dù vũ trụ ngũ duy có thể nâng cao thực lực một cách toàn diện, vô số người xảy ra thay đổi long trời lở đất, nhưng đó là vì tài nguyên của các tộc như âm linh tộc. Mà bây giờ, bọn họ đã không chịu nổi nữa. Tài nguyên. Diệp Huyên không khỏi nhíu mày. Quan Âm lại nói, vẫn có thể chịu đựng thêm nửa tháng nữa, người nghĩ cách đi. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Vấn đề tài nguyên này, ả ta thật sự bó tay rồi. Cũng đâu thể đi cướp của Lục Duy đúng không? Dù vũ trụ ngũ duy bây giờ đã đủ mạnh, nhưng nếu khai chiến với Lục Duy thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Một khi Lục Duy liên thủ với đạo giới, vũ trụ ngũ duy sẽ không còn chút khả năng thắng nào cả. Sau khi Quan Âm rời đi, Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Mạt ở cách đó không xa, cười nói, Thiên Mạt cô nương có chuyện gì sao? Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, huyết mạch của ta sắp đột phá. Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó cười nói, chuyện tốt mà. Thiên Mạt nhìn chằm chằm Diệp Huyên, còn thiếu một chút nữa. Diệp Huyên hỏi, cần ta giúp à? Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Thiên Mạt cô nương, nếu cô cần giúp gì có thể nói với ta, nếu trong khả năng cho phép, Diệp Huyên ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thiên Mạt im lặng một lát rồi nói, ta cần huyết mạch chi lực của ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên ngây người, sau đó nhẹ giọng nói, xong. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, cả hai lập tức biến mất. Hai người nhanh chóng xuất hiện ở một vùng hư không, đây là một không gian phong bế. Vào lúc xuất hiện trong không gian này, Thiên Mạt chắp ngón tay chỉ lên ngực Diệp Huyên, tháp giới ngục trong người Diệp Huyên lập tức bị nàng ta lấy ra. Đương nhiên là Diệp Huyên phối hợp, nếu không, tháp giới ngục hoàn toàn không thể bị nàng ta khống chế. Sau khi đóng kín tháp giới ngục, Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, chỉ là tu luyện thôi. Dứt lời, quần áo của nàng ta và Diệp Huyên lập tức biến thành tro bụi. Hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Trong đầu Diệp Huyên chỉ có một suy nghĩ, mình bị cưỡng hiếp. Mình không thể phản kháng. Mình không thể dùng sức. Khi hai người hòa hợp một lần nữa, huyết dịch trong người cả hai lại sôi trào một lần nữa. Hai loại huyết dịch như nước sữa hòa vào nhau, đương nhiên người được lợi nhiều hơn vẫn là Thiên Mạt, vì huyết mạch chi lực của Diệp Huyên mạnh hơn của nàng ta, huyết mạch của nàng ta có thể mượn huyết mạch chi lực của Diệp Huyên để đột phá. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, trong lúc đó, hai người không chỉ lo hưởng thụ như lần đầu tiên, mà sử dụng công pháp song tu thiên đạo đưa, lần này. Hai người đều không muốn lãng phí. Quanh người cả hai dần có huyết quang xuất hiện, những huyết quang này bao quanh lấy hai người, sau đó bị hai người hấp thu từng chút một, hơi thở của hai người cũng ngày càng mạnh hơn, đặc biệt là Thiên Mạt, hơi thở của nàng ta mạnh lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khoảng hai canh giờ sau, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên cuộn trào ra từ trong người Thiên Mạt, hơi thở mạnh mẽ này khiến Diệp Huyên phải bay xa mấy trượng. Diệp Huyên nhìn Thiên Mạt ở phía xa, nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, vô số mạch máu trong người nàng ta căng lên, hắn có thể thấy rõ huyết dịch bên trong huyết mạch đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Huyết mạch sắp đột phá. Diệp Huyên nhìn mình, hơi thở của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn kém xa Thiên Mạt. Diệp Huyên lắc đầu, mình đúng là người công cụ miễn phí mà. Lúc này, thân thể Thiên Mạt dần ổn định lại. Nàng ta mở mắt ra.
Diệp Huyên đi tới trước mặt nàng ta, sao rồi? Thiên Mạt chậm rãi siết chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng tập trung trong cánh tay phải của nàng ta. Thấy thế, Thiên Mạt hơi nhếch môi, thực lực của nàng ta bây giờ ít nhất là đột nhất trung cảnh. Ngoài ra, huyết mạch chi lực của nàng ta đã đột phá những ràng buộc trong người, có thể này, nàng ta là những người mạnh nhất trong đột nhất trung cảnh. Thiên Mạt nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi không đột phá à? Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ cảm thấy tu vi của mình trở nên mạnh hơn một chút, nhưng không có đột phá. Thiên Mạt nhíu mày, một lát sau, nàng ta trầm giọng nói, huyết mạch của ngươi quá mạnh. Không thể không nói, lúc này nàng ta có hơi sợ hãi, huyết mạch phàm nhân của nàng ta có thể nói là huyết mạch mạnh nhất trong các huyết mạch rồi. Dù là huyết mạch ma đạo của gia tộc ma đạo và đế huyết của đế tộc cũng không bằng, nhưng bây giờ nhìn lại, huyết mạch của Diệp Huyên còn mạnh hơn huyết mạch của nàng ta nữa. Đây là huyết mạch gì? Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên như đang nhìn quái vật vậy. Diệp Huyên lắc đầu, huyết mạch của ta muốn đột phá e rằng rất khó. Thiên Mạt gật đầu, đúng thế thật. Diệp Huyên lấy áo khoác ra cho Thiên Mạt mặc vào, Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Mặc cho Diệp Huyên mặc quần áo cho mình. Lúc mặc quần áo cho Thiên Mạt, Diệp Huyên cũng không động tay động chân, hắn nhìn nàng ta, Thiên Mạt cô nương, dù gì cũng chúc mừng nhé. Thiên Mạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước, nàng ta đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, chỉ là vì tu luyện. Nói xong, nàng ta biến mất ở cuối tinh không. Tu luyện. Diệp Huyên bật cười, xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Mạt đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên sửng sốt, Thiên Mạt cô nương. Thiên Mạt nắm lấy bả vai của hắn, một khắc sau, hai người xuất hiện trên một ngọn núi tuyết. Đây là chỗ Thiên Mạt bị phong ấn năm đó. Thiên Mạt chỉ băng cung ở sâu trong ngọn núi, trong đó có rất nhiều của cải ta mang đến từ đạo giới năm đó, rất nhiều. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Diệp Huyên đứng im tại chỗ một lát. Sau đó đi thẳng vào trong băng cung kia, hắn nhanh chóng phát hiện một kho báu, khi nhìn thấy bảo vật trong kho báu, Diệp Huyên hoàn toàn sửng sốt. Đây không phải nhiều bình thường đâu. Thật ra Thiên Mạt còn chưa nói hết, đó là trong này không chỉ có bảo vật nàng ta mang xuống từ đạo giới, còn có bảo vật nàng ta cướp ở ngũ duy nữa. Nhưng bây giờ những thứ này đều không còn quan trọng với nàng ta. Đối với nàng ta bây giờ... Làm thế nào để đột phá mới là quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian bị thiên đạo phong ấn, dù nàng ta mất tự do, nhưng đó cũng là cơ hội, trong khoảng thời gian mất đi tự do nàng ta đột phá đến độn nhất cảnh, để nàng ta hiểu một điều, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Những thứ khác đều là phù du. Diệp Huyên nhìn sơ qua toàn bộ kho báu, đưa hết vào trong tháp giới ngục. Có những tài nguyên này, có thể tạm thời giải quyết vấn đề tài nguyên của ngũ duy trước mắt. Diệp Huyên xoay người rời đi. Sau khi về đến Vu tộc, Diệp Huyên đưa hết tất cả tài nguyên cho Quan Âm, Quan Âm nhìn Diệp Huyên, không hỏi gì cả. Dù không hỏi, nhưng trong lòng ả ta vẫn hơi khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyên lấy đâu ra những bảo vật này thế. Sau khi đưa bảo vật cho Quan Âm, Diệp Huyên rời đi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới Thư viện Vạn Duy. Lúc này quy mô của Thư viện Vạn Duy đã dần lớn mạnh hơn, bây giờ cao thủ từng rời khỏi Thư viện gần như đều đã trở về. Một điều đáng nói là, nữ phù tử cũng đã đạt tới phá hư cảnh, hơn nữa chiến lực của nàng hoàn toàn có thể áp đảo cao thủ quy nguyên phá giới cảnh kia. Đương nhiên lần này hắn không đến tìm phù tử, mà là đến tìm Trương Văn Tú. Diệp Huyên và Trương Văn Tú ngồi đối diện trong một trạch viện. Diệp Huyên nhìn Trương Văn Tú, cười nói, cảm giác thật giống như nhiều năm không gặp. Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, đã lâu không gặp, miệng lưỡi càng trơn tru hơn rồi. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nghiêm mặt nói, Văn Tú, ta muốn nói với cô một vài chuyện liên quan đến thầy cô. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định nói rõ quan hệ giữa mình và tiên tri cho Trương Văn Tú và phu tử. Hắn không muốn lừa dối Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên đang định nói tiếp, lúc này, Trương Văn Tú chợt ngắt lời hắn, không cần nói. Diệp Huyên nhìn về phía Trương Văn Tú,
Trương Văn Tú nhẹ giọng nói, ngươi là ngươi, tiên sinh là tiên sinh, ta tôn trọng tiên sinh như cha, nhưng với ngươi. Diệp Huyên cười ngắt lời, là tình yêu. Trương Văn Tú lắc đầu, đồ mặt dày. Diệp Huyên. Trương Văn Tú nhìn hắn, nói thật, ngươi có thể đến nói với ta đã rất vui rồi. Còn một điều, ta ở bên ngươi, không phải vì ta cảm thấy ngươi là tiên sinh. Diệp Huyên cười nói, cái này ta biết. Trương Văn Tú gật đầu, ngươi đừng nói với phu tử. Nàng rất để ý đến tiên sinh, nhưng tiên sinh đã là quá khứ rồi, hơn nữa bây giờ nàng cho rằng ngươi chính là tiên sinh, thật ra cũng không sao, ngươi nhận được truyền thừa của tiên sinh, gánh vác nhân quả của ngài ấy, cũng dễ hiểu mà. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Không thể không nói, nhân quả của tiên tri cũng có tốt xấu. Trương Văn Tú đang định nói tiếp, lúc này, nàng và Diệp Huyên đột nhiên cùng ngẩng đầu, sau trong tinh không, sáu hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, vì sáu hơi thở mạnh mẽ đó, tinh không lập tức sôi trào. Đạo giới đến rồi. Diệp Huyên đang muốn rời đi, lúc này, Trương Văn Tú giữ tay hắn, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên đang định lên tiếng, Trương Văn Tú lại lắc đầu, sống chết cùng nhau. Sống chết có nhau. Đáy lòng Diệp Huyên ấm áp vô cùng. Kể từ khi hắn quen biết Trương Văn Tú đến nay, tuy hai người không chung đụng cùng nhau nhiều nhưng tình cảm lại vô cùng chân thật. Họ cũng không có quá nhiều lời mùi mẫn để nói, nhưng với Diệp Huyên, chỉ một câu sống chết có nhau đã đủ rồi. Sau đó, hắn đưa Trương Văn Tú rời khỏi Thư viện Vạn Duy, bước vào lòng vũ trụ. Khi đặt chân đến tinh không, họ đã thấy hai cô gái chờ sẵn nơi đó. An Lan Tú và Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, khe khẽ nhún vai. An Lan Tú liếc mắt nhìn hai người, không nói gì. Bầu không khí chợt trở nên có chút xấu hổ. Đúng lúc này, Quan Âm xuất hiện. Thấy mọi người nhìn sang, ả ta khẽ nói, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Ả ta nhìn Diệp Huyên, người định làm gì? Hắn cười, hay là mình tâm sự trước đi? Các cô gái. Hắn bật cười ha hả, đoạn hóa thành một tia kiếm quang phóng lên cao vút. Không lâu sau, Diệp Huyên đã đưa các cô gái đi vào lòng vũ trụ, gặp được 6 người, được dẫn đầu bởi Lý Nguyện và Mạc Đạo. Lý Nguyện nhìn thoáng qua Diệp Huyên một phen, thấy hắn chưa đột phá, hiện vẫn ở phá hư cảnh thì không khỏi nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn sang những cô gái bên cạnh, ông ta không kềm được mà nhíu mày. Cảnh giới bọn họ tuy còn thấp nhưng hắn ta vẫn cảm nhận được họ rất mạnh. Đạo giới này vẫn còn những thiên tài yêu nghiệt như vậy sao? Lý Miện thu hồi suy nghĩ, hỏi Diệp Huyên, Diệp công tử hẳn biết chúng ta là ai? Diệp Huyên gật đầu, đạo giới. Lý Miện, phải. Diệp Huyên cười, chư vị đến đây là vì đạo kinh kia. Lý Miện, Diệp công tử quả là người hào sảng. Không sai, nó chính là lý do chúng ta đến đây. Diệp Huyên hạ giọng, nhưng các vị đến chậm rồi. Lý Miện nhíu mày, công tử có ý gì? Diệp Huyên, đạo kinh đã bị cổ tự cướp đi. Lời này khiến người khác cả kinh. Ánh mắt các cô gái nhìn Diệp Huyên có phần quái quái. Trong đám mây ở nơi nào đó, một phụ nữ mặc tăng y nhíu mày, sao ngươi dám ăn nói sằng bậy đến vậy? Trong vũ trụ, Lý Miện hỏi, Diệp công tử nói thật chứ? Thật, Diệp Huyên nghiêm mặt. Lý Miện lại lắc đầu, ta không tin. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, cách đây không lâu, cổ tự phái đến ba cường giả độn nhất cảnh, bắt giam bạn của ta là Thiên Đạo Ngũ Duy, còn nói nếu không giao đạo kinh ra sẽ lập tức giết nàng ấy. Ta không còn cách nào khác, đành phải giao nó cho họ. Lý Miện nhíu mày, người từ bỏ đạo kinh chỉ vì Thiên Đạo Ngũ Duy. Diệp Huyên cười, nếu các người không tin thì cứ việc đi hỏi cổ tự. Thấy Lý Miện nhìn chằm chằm, hắn tiếp lời, ta là kiếm tu, mà kiếm tu sẽ không làm trái bản tâm để nói dối. Lý Miện im lặng. Đa phần kiếm tu ông ta quen biết đều có thói ngông nghênh ngạo mạn, nhưng đúng thật là khinh thường trò nói dối. Chẳng lẽ thật sự đã bị cổ tự đoạt mất rồi? Nhưng ông ta vẫn không tin Diệp Huyên sẽ vì Thiên Đạo Ngũ Duy mà giao nộp đạo kinh. Nào ngờ Diệp Huyên bỗng thốt lên, ta có thể thề với trời. Người khác.
Diệp Huyên nói với Lý Miện, ta có thể thề thật đó. Hơn nữa, Diệp Huyên ta tốt xấu gì cũng là kiếm tu đứng đầu ngũ duy, sao ta có thể nói dối cho được. Ngươi xem thường ta đúng không? Thấy Lý Miện im lặng, hắn tiếp tục, chư vị, ta thật sự không dám giấu giếm. Diệp Huyên ta tự hiểu lấy mình, biết bản thân không thể giữ được đạo kinh nên mới giao ra, khi ấy còn có thể sống lâu thêm một chút. Ta đã đưa nó cho cổ tự rồi, các người mà liều mạng với ta thì bọn họ chỉ ngồi cười trộm thôi. Lý Miện không nói gì, nhưng Mạc đã ở kế bên dù gì, lời kẻ này, nửa thật nửa giả. Lý Miện nhìn sang, lại nghe lão ta nói, nhưng theo ta được biết, cổ tự quả thật đã phái người đến vũ trụ ngũ duy này. Lý Miện hạ giọng, nói cách khác, bạn họ rất có khả năng đã lấy được thư phòng. Mạc Đạo gật đầu, đúng vậy, nhưng tên Diệp Huyên này thoạt nhìn cũng không phải hạng người lương thiện, không thể hoàn toàn tin lời hắn. Lý Miện, nhưng hắn cũng nói đúng, nếu bây giờ chúng ta liều mạng với hắn thì chỉ có lợi cho cổ tự. Mạc Đạo, không sai. Lý Miện im lặng, bỗng dưng cảm thấy khó xử. Có nên ra tay với Diệp Huyên hay không? Tuy bọn họ sở hữu 6 cường giả độn nhất cảnh, nhưng thật ra vẫn có phần kiêng kỵ với Diệp Huyên và trận pháp trước kia. Ngũ Duy không phải không có sức đánh một trận với họ. Vào lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện giữa hai bên. Ông mặc tăng y, không để tóc, mang theo một chuỗi tràng hạt. Vừa nhìn thấy ông ta, thần sắc bọn Lý Miện lập tức trở nên cảnh giác như đang đứng trước nguy hiểm. Bởi đây là người của cổ tự. Đối với thế lực bí hiểm này, đạo giới không dám khinh thường. Lão Tăng chắp tay nhìn Diệp Huyên, thí chủ sao có thể ăn nói hàm hồ như vậy? Cổ tự ta chưa hề chiếm được thư phòng từ tay ngươi. Diệp Huyên bỗng sừng sộ chỉ tay vào ông ta, ông mới ăn nói hàm hồ. Các người phái 6 cường giả độn nhất đi xuống hạ giới, bắt lấy thiên đạo ngũ duy, ép ta phải giao nộp thư phòng, bằng không sẽ giết thiên đạo, diệt ngũ duy. Còn dám nói không phải do các người làm. Lão Tăng há hốc mồm, ngươi, cổ tự ta chưa từng làm nhưng việc này, ngươi, sao ngươi có thể nói vậy? Sắc mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, lũ vô sỉ. Đã cướp thư phòng mà còn chối đây đẩy. À ha, ta hiểu rồi. Các người muốn lợi dụng vũ trụ ngũ duy chúng ta chống lại đạo giới, còn bản thân làm ngư ông đắc lợi. Những lời này khiến bọn Lý Miện nhìn sang Lão Tăng. Ông ta lại lắc đầu, Diệp công tử. Cổ tự ta quả thật muốn có được thư phòng, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà chúng ta chưa từng ra tay. Ngươi nói như vậy chính là đang ngậm máu phun người. Diệp Huyên cười lạnh, vậy ta rất tò mò đó là nguyên nhân gì? Lão Tăng thoáng liếc hắn, người đứng sau công tử không đơn giản, thiên đạo ngũ duy lại càng không. Ban nãy, công tử nói chúng ta bắt giam thiên đạo ngũ duy. Ông ta lắc đầu cười khổ, những lời này thật là nực cười. Thiên đạo ngũ duy kia không phải nhân vật tầm thường, cổ tự ta không có năng lực bắt lấy. Cổ tự bọn họ vô cùng kiêng kỵ thiên đạo ngũ duy, bởi vì nàng ta sâu không thể lường. Lý Miện bỗng nói, đại sư đang đùa ư, chỉ một thiên đạo ngũ duy có gì mà phức tạp. Lão Tăng nhìn ông ta, các ngươi chưa tiếp xúc với vị Mạc cô nương ấy sao? Lý Miện cười, chưa, nhưng chỉ là một thiên đạo thì có thể lợi hại đến đâu chứ? Lão Tăng thấp giọng thở dài, đạo giới, sao có thể ngu xuẩn đến vậy? Người khác. Lý Miện quắc mắt chừng, ông đang nhục mạ đạo giới chúng ta. Lão Tăng lắc đầu, ta không có ý đó, chỉ phát biểu ý kiến mà thôi. Thiên đạo ngũ duy mạnh đến mức khó lường, vậy mà đạo giới lại cho rằng nàng ta yếu ớt. Đang kể chuyện cười hay sao? Lý Miện nhìn Lão Tăng, ta lại cho rằng thư phòng kia đang ở trong tay các người. Lão Tăng cao mày, vì sao? Lý Miện cười, thứ nhất, Diệp Huyên dù sao cũng là kiếm tu đứng đầu ngũ duy, ta tin hắn sẽ không nói dối, hay đúng hơn là khinh thường nói dối. Thứ hai, ta cho rằng cổ tự các người không có lý do gì để không đoạt lấy thư phòng. Vì vậy ta tin rằng Diệp Huyên nói đúng, các người thật sự đã bắt nhốt thiên đạo ngũ duy. Diệp Huyên. Lão Tăng nói với Lý Miện, theo Lão Tăng được biết. Giáo tông đại nhân của đạo giới cũng là một vị trí giả, vì sao lại phái ra một người ngu xuẩn như ngươi xuống đây? Chẳng lẽ là để làm trò cười? Người khác? Lý Miện trợn trừng nhìn ông ta,
một khắc sau đã lập tức biến mất. Lão Tăng lắc đầu, A-di-đà Phật, quả là ngu si. Vừa nói xong, ông ta đã tung trưởng, một bàn tay khổng lồ màu vàng óng ầm ầm quét qua không gian. Oanh! Theo tiếng nổ kịch liệt vang lên, một bóng người đang liên tục thối lui trong không trung, đó chính là Lý Miện. Sắc mặt những người khác bỗng trở nên nghiêm trọng vô cùng, đặc biệt là Diệp Huyên. Sự chênh lệch giữa độn nhất cảnh lại lớn như vậy sao? Lão Tăng này cũng mạnh quá chứ? Bỗng một âm thanh vang lên trong đầu hắn, cẩn thận, người này ít nhất là độn nhất thượng cảnh. Ánh mắt Diệp Huyên nhìn ông ta mang theo chút đề phòng. Nơi xa, Lý Miện nhìn bàn tay phải đã vỡ ra của mình, rồi lại nhìn Lão Tăng với vẻ khó tin, độn nhất thượng cảnh. Lão Tăng chắp tay, thư phòng kia không nằm trong tay cổ tự ta. Đoạn, ông ta quay sang Diệp Huyên, Diệp công tử, cổ tự ta làm thì sẽ nhận, không làm sẽ không nhận. Xin công tử hãy trả lại thanh danh cho chúng ta. Diệp Huyên nhìn ông ta, xem như ông lợi hại, nói gì cũng đúng, ta không dám phản bác. Lão Tăng há hốc, người nói gì cơ? Lý Miện ở nơi xa bỗng xen vào, đại sư có bằng chứng gì để nói thư phòng không nằm trong tay ông? Lão Tăng cau mày, Diệp công tử nói nó nằm tại cổ tự, có bằng chứng gì? Lý Miện nhìn Diệp Huyên, chỉ thấy hắn trầm giọng nói, thiên đạo ngũ duy ở trong tay các người. Lão Tăng nhìn hắn chằm chằm, công tử có chứng cứ gì? Diệp Huyên nhìn sang Lý Miện, các người không tin thì có thể đến cổ tự điều tra, thiên đạo ngũ duy chắc chắn ở đó. Thấy Lý Miện nhìn sang, Lão Tăng lắc đầu, cổ tự ta chưa từng để người ngoài đặt chân vào, há có thể để các người đến lục soát. Diệp Huyên giang tay ra, ta không nói nữa. Lão Tăng. Lý Miện nhìn ông ta không chấp, đại sư, chẳng lẽ cổ tự các ngươi không có dũng khí dám làm dám nhận à? Ông ta thở dài lắc đầu, thật là ngu xuẩn, Lão Tăng không còn gì để nói với ngươi nữa. Sau đó, ông ta lại vỗ ra một chưởng. Lý Miện biến sắc, la lên, ra tay. Ông ta cùng nhóm cường giả độn nhất bên cạnh vọt ra. Thấy bọn Lý Miện vọt đến, Lão Tăng cau mày. Nhưng không lựa chọn tiếp chiêu mà chỉ nhìn thoáng ra Diệp Huyên, sau đó thân thể ông ta dần mờ đi rồi biến mất. Diệp Huyên thấy vậy thì vội la lên, ông ta định trốn đó. Nhưng khi bọn Lý Miện lao đến, Lão Tăng đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Lý Miện lập tức trở nên xấu xí. Diệp Huyên lại nói, nếu để cổ tự học hết đạo kinh, thì có ai còn là đối thủ của họ được nữa. Kinh khủng quá đi mất. Lý Miện quay lại nhìn hắn, một hồi sau thốt lên, chúng ta đi. Sau đó ông ta mang nhóm Mạc Đạo rời đi. Quan Âm đứng bên Diệp Huyên mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng hắn đã lắc đầu giành trước, cổ tự chết tiệt. Uổng cho đạo kinh của ta. À ta lập tức im miệng. Một chốc sau, Diệp Huyên đưa các cường giả ngũ duy biến mất trong tiếng chửi mắng. Vào lúc này, bọn Lý Miện lại xuất hiện, chỉ lẳng lặng nhìn theo Diệp Huyên. Không biết đang nghĩ gì. Mạc Đạo lên tiếng, ngươi không tin lời hắn nói. Lý Miện nhàn nhạt đáp, tất nhiên là không. Mạc Đạo nhìn đối phương, vừa rồi ngươi cố tình nổi giận ra tay cũng là để cho hắn xem. Lý Miện, nếu chúng ta liều mạng với Diệp Huyên, ngươi nói xem liệu cổ tự sẽ ngồi yên quan sát sao? Mạc Đạo lắc đầu, chúng sẽ dùng đùi làm ngư ông đắc lợi. Lý Miện gật đầu, không sai. Vì vậy chúng ta phải kéo chúng vào cùng. Mạc Đạo cau mày, bọn họ sẽ để bản thân bị cuốn vào sao? Lý Miện khẽ nói, vừa nãy Diệp Huyên vụ oan giá họa đến vậy, ngươi cho rằng cổ tự liệu có thấy dễ chịu không? Ông ta cười lạnh, chắc chắn là không. Vì vậy, chỉ cần chúng ta dùng kế một chút thì sẽ hợp tác được với họ, cùng đối phó Diệp Huyên. Mạc Đạo bật cười, cao tay. Không chỉ khiến mâu thuẫn giữa Diệp Huyên và cổ tự càng trầm trọng hơn mà còn có thể đánh lừa Diệp Huyên, khiến hắn cho rằng chúng ta ngu xuẩn. Lý Miện khẽ nói, việc đạo kinh can hệ trọng đại, phải cẩn thận tuyệt đối. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Ông ta nhìn xuống dưới, ngũ duy này không đơn giản như chúng ta nghĩ, nếu khinh thường thì sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Mạc Đạo gật đầu. Trong khoảng thời gian tiếp xúc cùng Diệp Huyên này,
lão ta cũng nhận ra hắn không phải người đơn giản. Hay đúng hơn là cả vũ trụ ngũ duy đều không đơn giản. Uy lực của đại trận kia, lão vẫn chưa hề quên. Lý Miện bỗng nói, các ngươi ở lại trông chừng nơi này. Ta sẽ đến cổ tự và liên hợp điện một chuyến, tranh thủ kết minh cùng họ. Các ngươi tuyệt đối đừng ra tay, chờ tin của ta. Mạc Đạo gật đầu, được. Lý Miện nghĩ nghĩ một hồi lại nói, phái người điều tra về thiên đạo ngũ duy, xem là nhân vật thế nào. Mạc Đạo, ta sẽ đi. Lý Miện gật đầu rồi biến mất cuối chân trời. Chấm 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 chấm. Ở bên dưới, Diệp Huyên đi thẳng vào tiệm cầm đồ, bên trong chỉ có một mình Thiên Mạt. Nàng ta nói, cổ tự không hề đơn giản. Diệp Huyên gật đầu, cô có biết lai lịch của nó không? Thiên Mạt lắc đầu, không, đạo giới hẳn cũng không có người biết. Thế lực này bí hiểm vô cùng. Diệp Huyên cau mày, bí hiểm vô cùng. Thiên Mạt gật đầu, không ai biết bọn họ đã tồn tại bao lâu rồi. Ta chỉ biết, thế lực lục duy khiến đạo giới chúng ta kiêng kỵ nhất chính là cổ tự. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, vì vậy ta mới tò mò vì sao họ lại không trực tiếp ra tay luôn. Diệp Huyên, chẳng lẽ họ sợ nếu ra tay với ta trước thì sẽ bị đạo giới lợi dụng? Thiên Mạt, có khả năng, nhưng ta lại thấy là do bọn họ kiêng dè ngươi. Diệp Huyên sững ra một phen rồi bật cười, kiêng dè gì mới được chứ? Thiên Mạt lắc đầu, ngươi cũng bí ẩn không kém mà. Diệp Huyên. Thiên Mạt, cho dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải đề phòng cổ tự. Diệp Huyên gật đầu, vậy Thiên Mạt cô nương có đánh thắng được lão tăng vừa nãy không? Thiên Mạt hạ giọng, chỉ có thể chống lại, không nắm chắc phần thắng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Thấy hắn rời đi, Thiên Mạt bỗng nói, ta không có hứa sẽ giúp ngươi đánh đâu đấy. Diệp Huyên dừng bước, quay đầu cười, ta cũng không nói Thiên Mạt cô nương ra đánh đâu. Thiên Mạt nhìn hắn, trực giác nói cho ta biết ngươi là kẻ nguy hiểm. Hắn cười, ta không ép buộc, nếu muốn, Thiên Mạt cô nương thật sự có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Hắn xòe tay ra, để một tia linh hồn của Thiên Mạt bay đến trước mặt nàng ta, sau đó rời đi. Trong tiệm cầm đồ, Thiên Mạt ngây ngốc ngắm nhìn linh hồn của mình. Tên kia cứ thế mà chịu trả nó lại cho nàng ta. Mà không đưa ra điều kiện gì hết. Sau một hồi trầm mặc, trong đôi mắt nhìn về phía Diệp Huyên đi xa bỗng nảy lên vẻ phức tạp. Rời khỏi tiệm cầm đồ, Diệp Huyên trở lại Vu tộc, tìm đến nhóm Quan Âm và Lão Lý. Hắn hỏi, Lão Lý, trận pháp đến đâu rồi? Đối phương thấp giọng đáp, cho ta thêm 5 ngày. Diệp Huyên cau mày. Quan Âm bỗng nói, ngươi không tin tên Lý Miện kia. Hắn gật đầu, hạng ngu xuẩn thì làm sao đạt đến bán bộ độn nhất. Huống chi trông ông ta cũng không phải dạng ngu ngốc, ta lo bọn họ định hợp tác với cổ tự, đối phó chúng ta. Quan Âm gật đầu, rất có khả năng. Diệp Huyên, hai bên liên thủ là tình huống tệ nhất, nên chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó. Đoạn hắn quay sang Lão Lý, phải tăng tốc lên. Đối phương gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Rồi đứng dậy rời đi. Diệp Huyên hỏi Quan Âm, kiếm tông thế nào rồi? Quan Âm, nếu ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ khiến ngươi ngạc nhiên. Diệp Huyên gật đầu, gần đây vất vả cho cô rồi. Phải công nhận rằng Quan Âm là người có năng lực xuất sắc, đặc biệt là về mảng quản lý. À ta không những có thể cân bằng giữa các thế lực ngũ duy, mà còn xử lý mọi chuyện hợp lý rõ ràng. Thật sự vô cùng hiếm thấy. Quan Âm nói, ta cũng chỉ vì âm linh tộc của ta thôi. Diệp Huyên cười, dù là gì đi nữa, hy vọng trong tương lai chúng ta vẫn sẽ hợp tác vui vẻ, Quan Âm cô nương. Quan Âm bỗng hạ giọng hỏi, ta có một vấn đề này, ngươi có thể nói sự thật được không? Cô nói đi. Người áo xanh kia rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Năm ấy. Người đàn ông áo xanh chỉ dùng một kiếm, suýt nữa tiêu diệt toàn bộ âm linh tộc. Đây chính là tảng đá trong lòng ả ta. Diệp Huyên thoáng do dự, hẳn là ngang hàng với cô gái váy trắng. Quan Âm nghe vậy thì chậm rãi thả đôi tay nắm chặt ra, cả người đều thư giãn không ít. Trước kia, báo thù luôn là mục tiêu đè nặng trong lòng ả ta,
nhưng sau khi biết được thực lực của người áo xanh, ả bỗng dưng đã giải quyết được nỗi phiền muộn này. Mối thù này có thể báo được không? Chắc chắn là không. Một cường giả ngang hàng với cô gái váy trắng nghĩa là gì? Nghĩa là nếu âm linh tộc tiếp tục báo thù, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Ả ta có thể đường hoàng từ bỏ mục tiêu này rồi. Không phải không muốn làm, mà là không thể làm. Diệp Huyên hỏi, Quan Âm cô nương không sao chứ? Quan Âm, ta sao có thể có chuyện gì? Diệp Huyên gật đầu, không sao là tốt rồi. Chuyện bên này giao cho cô nương, ta còn việc gấp phải đi. Thấy hắn đi rồi, Quan Âm không khỏi lắc đầu, mỉm cười đắng chát. Năm ấy, âm linh tộc rốt cuộc đã trêu phải loại quái vật gì vậy? Diệp Huyên đi đến một ngôi nhà trúc bên bờ sông, tìm được A Tử và Tư Đồ. Hắn cười nói, chào sư tỷ và tiền bối. Tư Đồ nhàn nhạt lên tiếng, có việc gì? Diệp Huyên nghiêm mặt, hai vị hẳn đã thấy được thực lực của lão tăng kia, chênh lệch với hai người có lớn không? Tư Đồ gật đầu, cảnh giới của chúng ta còn kém ông ta một khoảng. Diệp Huyên vội hỏi, còn chiến lực? Đối phương nhún vai, chưa đánh, chưa biết. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, A Tửu nói, phải đánh mới biết được. Có nghĩa là hai người họ có thể đánh một trận với lão tăng. Diệp Huyên thoáng thư giãn. A Tửu bỗng nói, chúng ta có thể giúp ngươi ngăn cản hai tên đột nhất. Nếu là lão tăng kia thì cũng có thể hợp tác, nhưng đối thủ của ngươi dường như không chỉ có thế, nên ngươi phải chuẩn bị nhiều hơn nữa, rõ chưa? Diệp Huyên, ta rõ rồi. A Tử gật đầu, người đi đi, khi nào nên ra tay, chúng ta sẽ xuất hiện. Diệp Huyên vội vàng đáp, cảm ơn sư tỷ. Sau đó lại hấp tấp rời đi. Ở phía sau, Tư Đồ nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nói, A Tử, một khi bị cuốn vào vòng xoáy này, e rằng không thể kết thúc trong yên bình. A Tử tùy tiện, cứ làm là được, nghĩ nhiều thế làm gì? Tư Đồ lắc đầu, ai uống rượu đều vô tâm vậy sao? Chấm chấm chấm. Lục Duy. Vào hôm ấy, Lý Miện đi đến Liên Hợp Điện, được điện chủ Văn Điện Văn Chiêu Nhược tiếp đãi. Văn Chiêu Nhược mỉm cười, các hạ đến đây có việc gì? Lý Miện cũng cười, Văn Điện chủ hẳn là biết ý đồ của ta. Văn Chiêu Nhược khẽ nói, không dám giấu giếm. Liên Hợp Điện ta không muốn nhúng tay vào việc giữa Diệp Huyên và đạo giới. Lý Miện nhìn đối phương, chẳng lẽ các người không muốn đạo kinh? Văn Chiêu Nhược cười, thần vật bậc ấy vẫn là không nên sở hữu cho chắc, bằng không chính là chuốc họa. Liên Hợp Điện ta chỉ muốn phát triển trong hòa bình, mưu phúc cho Lục Duy. Lý Miện nhếch mép, theo ta biết, Liên Hợp Điện vẫn luôn giúp đỡ Diệp Huyên. Văn Chiêu Nhược gật đầu, chỉ là hợp tác. Đổi lại được một số món đồ chúng ta muốn có mà thôi. Không gây trở ngại gì cho đạo giới chứ. Lý Miện đăm chiêu nhìn nàng ta, Văn cô nương thật sự không cân nhắc liên thủ cùng chúng ta sao? Văn Chiêu Nhược lắc đầu, nếu đạo giới khai chiến với Ngũ Duy, chúng ta sẽ không xen vào. Lý Miện gật đầu, ta đã hiểu. Cáo từ. Đợi ông ta biến mất rồi, Văn Chiêu Nhược mới khẽ khàng nói. Ta vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhằm vào Diệp Huyên ư. Văn Chiêu Nhược từng có suy nghĩ này, bởi vì sức hấp dẫn của đạo kinh là không thể cưỡng lại. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, nàng ta lại nhớ về một người. Cô gái váy trắng. Người từng dùng một kiếm duy nhất, cách một tinh vực mà vẫn hủy diệt được cả Liên Hợp Điện. Không chỉ vậy, cả vũ trụ Lục Duy suýt nữa cũng bị liên lụy. Đến tận ngày nay vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thật ra, Văn Chiêu Nhược cũng không hiểu vì sao đạo giới lại quyết tâm sống mái cùng Diệp Huyên. Chẳng lẽ là nàng kia không nổi tiếng ở đó? Suýt nữa xóa sổ toàn bộ gia tộc ma đạo thì cũng khó mà vô danh được. Văn Chiêu Nhược không nói gì nữa, lắc đầu thở dài rồi rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi Liên Hợp Điện, Lý Miện đi đến chân núi Thần Sơn. Ông ta ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy một ngôi chùa cổ trên đỉnh núi. Không chỉ có Lý Miện mà toàn bộ đạo giới đều tò mò về cổ tự, nhưng tuyệt nhiên không có ai biết về lai lịch của nó. Sau một hồi im lặng,
Lý Nguyện đang định đi lên thì nghe một giọng nói vang lên bên người, các hạ xin hãy dừng bước. Ông ta quay lại, nhìn thấy một ông lão đứng cách đó không xa tự bao giờ. Chính là lão Tăng đã từng giao thủ cùng ông ta. Lão Tăng chắp tay, Lý Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Nguyện cũng trả lễ, đại sư mạnh khỏe. Lão Tăng khẽ gật, xem ra thí chủ cũng không tin lời Diệp Huyên. Lý Nguyện mỉm cười, ta há có thể tin. Lần này ta đến đây là muốn hợp tác cùng quý đại sư, không biết ý các vị thế nào. Lão Tăng nhìn ông ta, Lý Thí Chủ hãy nói một chút. Lý Nguyện, nếu chúng ta không ra tay, hẳn cổ tự cũng sẽ không xuất thủ, vì sợ bên kia sẽ làm ngư ông đắc lợi. Cứ tiếp tục rằng có thế này sẽ chỉ có lợi cho Diệp Huyên kia. Lão Tăng gật đầu, tỏ ý tán thành. Lý Nguyện cười, ý tưởng của ta vô cùng đơn giản, đại sư à. Đó là đạo giới và cổ tự sẽ cùng liên thủ, giết chết Diệp Huyên. Nếu thành công, đoạt được đạo kinh rồi, chúng ta có thể thương lượng xem nó thuộc về ai. Nhưng trước đó, tiêu diệt Diệp Huyên là điều kiện tiên quyết. Thấy đối phương im lặng, ông ta cười, đại tư thấy thiên phú của Diệp Huyên kia thế nào? Kỳ tài ngút trời, lão Tăng đáp. Lý Nguyện gật đầu, ta chỉ mới giao thủ với hắn một lần, nhưng đã cho người điều tra về hắn. Không chỉ là thiên tài mà chiến lực còn vô cùng mạnh mẽ, lại là kiếm tu có thể lĩnh ngộ kiếm niệm. Nếu chúng ta để mặc, hắn sẽ trở thành một thế lực mà ta không thể đối phó về sau. Lão Tăng hỏi, các ngươi có biết thiên đạo ngũ duy kia đang ở đâu không? Lý Nguyện lắc đầu, không. Lão Tăng thấp giọng thở dài. Diệp Huyên tuy đáng sợ nhưng vẫn còn có thể khống chế, còn sự đáng sợ của thiên đạo ngũ duy kia. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức nhức đầu. Nếu không phải vì kiêng kỵ nàng ta, bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Lý Miện bỗng hỏi, rất đáng sợ sao? Lão Tăng, cũng không hẳn, chỉ là có chút khó giải quyết. Lý Miện cười, thế này đi, nếu nàng ta dám nhúng tay vào việc này với Diệp Huyên, đạo giới ta sẽ giải quyết. Được chứ? Được, lão Tăng gật đầu. Lý Nguyện, khi nào chúng ta ra tay? Lão Tăng khẽ nói, càng sớm càng tốt. Lý Nguyện, đạo giới đã sẵn sàng cho bất kỳ lúc nào. Lão Tăng, một khi tìm được thiên đạo ngũ duy, lập tức ra tay. Được. Lý Nguyện gật đầu rồi nhìn lên cổ tự trên thần sơn, đại sư đã từng đi qua đạo giới chưa? Lão Tăng lắc đầu, chưa từng. Nhưng chúng ta có biết một chút lịch sử về nơi ấy. Lý Nguyện cười, cổ tự là một nơi rất thần bí. Lão Tăng chỉ chắp tay không nói. Lý Nguyện cũng không hỏi thêm mà xoay người, sau khi tìm được thiên đạo ngũ duy, ta sẽ báo cho đại sư, lúc ấy đại sư hãy đưa người đến. Lời vừa dứt, ông ta đã ở cuối chân trời. Sau khi Lý Nguyện biến mất, một cô gái mặc tăng y bỗng xuất hiện sau lưng lão Tăng. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi sư phụ. Lão Tăng cười, con xin lỗi vì điều gì? Cô gái, đệ tử vô năng, không lấy được thư phòng. Lão Tăng lắc đầu, người kia là kiếm tu xảo quyệt, không phải hạng con có thể đối phó. Cô gái, nếu là đơn đấu, đệ tử chưa chắc sẽ thua. Lão Tăng cười, ta biết, ý ta là hắn hơn con nhiều về mặt mưu trí, con không thích hợp giao thủ với hắn. Cô gái chắp tay, sư phụ, thư phòng kia vốn thuộc về cổ tự chúng ta sao? Không phải, lão Tăng cau mày. Cô gái cau mày, đã không phải, cổ tự chúng ta há có thể đi chiếm đoạt. Như vậy không phải là vi phạm ngũ giới rồi sao? Lão Tăng chỉ cười cười, nhấc chân đi lên thần sơn. Cô gái vội vàng đi theo. Trên đường, ông ta nhẹ giọng nói, không phải của cổ tự, nhưng cũng không phải của Diệp Huyên và Tiên Tri. Cô gái, vì sao lại nói vậy? Lão Tăng cười, đạo kinh kia là thần vật, quyển kinh thần thánh giáng trần từ buổi đầu thái cổ, dạy người đời tu đạo. Nghiêm túc mà nói, nó là thứ trời cao ban cho chúng sinh, không thuộc về bất cứ ai. Đã không phải của Diệp Huyên, chúng ta đi lấy làm sao có thể gọi là vi phạm giới luật. Thấy cô gái im lặng, ông ta lại nói, hơn nữa, tiên tri trước kia từng hứa sẽ đưa đạo kinh cho cổ tự chúng ta. Vì vậy chúng ta mới giúp đỡ hắn. Nhưng hắn đã tự vi phạm cam kết của mình. Lão Tăng lắc đầu, tiên tri lẫn Diệp Huyên, đều không phải người tốt.
Cô gái bỗng nói, sư phụ, con cho rằng Diệp Huyên này không hề đơn giản, nếu chúng ta đi cướp đạo kinh, có thể sẽ dính vào nhân quả rất lớn. Lão Tăng gật đầu, đúng vậy, hắn không đơn giản chút nào. Nếu không phải đạo kinh kia cực kỳ quan trọng với cổ tự, chúng ta cũng sẽ không đắc tội hắn. Nhưng đã không còn cách nào khác, tầm quan trọng của đạo kinh lớn như vậy, cho dù có phải dính nhân quả nặng cũng phải chịu. Cô gái hạ giọng, gần đây con có quan sát bên dưới, phát hiện một vài điều, sư phụ có muốn nghe chăng? Nói đi. Hắn muốn bảo vệ vũ trụ kia. Đây là chuyện tốt. Con cảm thấy hắn không phải người xấu, ít nhất hắn đang làm một điều đúng đắn. Lão Tăng cười, ta chưa từng nói hắn là người xấu. Vậy chúng ta, cô gái nhíu mày. Lão Tăng khẽ nói, trong tay hắn có thứ mà chúng ta muốn có, nên hắn trở thành kẻ địch của chúng ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng hay sai, thường đều do lập trường quyết định. Cô gái gật đầu, đệ tử đã rõ. Lão Tăng cười, tuệ tâm, chúng ta phải xem xét nhiều mặt của sự việc, bởi vì mỗi một mặt sẽ mang đến kết quả khác nhau. Như Diệp Huyên kia, con nói hắn là người tốt, nhưng vì sao ngũ duy lại gặp phải ngũ duy kiếp? Bởi vì chúng sinh nơi ấy đã tự tạo nghiệt, việc Diệp Huyên bảo vệ người của vũ trụ kia, theo một góc độ nào đó, chính là đang làm hại đến sinh linh và bản thân vũ trụ. Đứng ở góc nhìn của vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên hắn chính là kẻ ác. Nhưng từ góc nhìn của chúng sinh ngũ duy, hắn là người tốt. Cô gái tên Tuệ Tâm chắp tay lại, con đã hiểu rồi, sư phụ. Lão Tăng gật gù, cười nói, vậy đi thôi. Sau đó cả hai biến mất ở cuối con đường. Chấm chấm chấm. Trở về vũ trụ ngũ duy rồi, Lý Miện bắt đầu tìm kiếm thiên đạo nơi này, nhưng đối phương như đã bốc hơi khỏi thế gian, làm ông ta tìm mãi mà không thấy. Trong vũ trụ, nhóm của Lý Miện gặp nhau. Mạc Đạo lên tiếng, thiên đạo ngũ duy này quả thật có chút phức tạp. Lý Miện, vì sao lại nói vậy? Mạc Đạo hạ giọng, ta đã điều tra ra nàng ta từng ra tay vài lần trong lịch sử, đùa bỡn cường giả ngũ duy đến thảm thiết vô cùng, làm bọn họ rất kiêng kỵ nàng ta. Lý Miện khẽ cau mày, có biết cảnh giới của nàng ta không? Mạc Đạo lắc đầu, không biết, nhưng hẳn là không yếu, bằng không Lão Tăng sẽ không kiêng dè đến vậy. Tóm lại, chúng ta không thể không đề phòng, tránh cho nàng ta mưu đồ việc xấu. Lý Miện gật đầu, điều đó là đương nhiên. Khi ra tay, chúng ta sẽ để A Đại nấp trong bóng tối, ngăn cản nếu nàng ta manh động. Một cường giả độn nhất bên cạnh gật đầu, được, ta cũng đang nóng lòng muốn biết thiên đạo ngũ duy này rốt cuộc bản lĩnh đến đâu đây. Lý Miện gật đầu, có lòng tin là tốt, nhưng chớ xem thường bất kỳ ai, bao gồm thiên đạo. A Đại cười, tất nhiên. Nhìn xuống vũ trụ ngũ duy. Lý Miện nói, hy vọng hết thảy sẽ thuận lợi. Bên dưới có động tĩnh gì? Mạc Đạo lắc đầu, tạm không có gì. Ta đề nghị chúng ta lập tức ra tay, đánh cho chúng trở tay không kịp. Lý Miện lắc đầu, Diệp Huyên không ngu xuẩn đến vậy, chắc chắn là có chiêu trò gì đó để dựa vào. Cứ đợi người cổ tự đến đã. Mạc Đạo do dự rồi gật đầu, cũng được. Không có cổ tự theo cùng, bọn họ thật sự không dám ra tay. Chấm chấm chấm. Trong lúc nhóm Lý Miện đang giáo giết truy tìm, thiên đạo ngũ duy đã lặng lẽ đặt chân đến đạo giới. Mộ Niệm Niệm tay xách một con cá nướng chín, chậm rãi đi trong vũ trụ, cuối cùng đến địa bàn đế tộc. Nàng ta nhìn xuống đế tộc ở dưới, vừa ăn cá vừa ngân nga một bài hát không biết tên. Chừng một khắc sau, con cá trong tay đã bị nàng ta gặm chỉ còn xương. Vứt xương đi. Nàng ta thay một bộ trang phục sạch sẽ vào, đoạn xoa lên mặt. Chỉ trong chốc lát, nàng ta đã trở thành một người đàn ông trung niên. Đó chính là bộ dạng của Đế Lâm Uyên. Mạc Niệm Niệm lấy gương ra xăm soi một phen, hài lòng gật đầu. Nàng đáp xuống từ vũ trụ, khiến tất cả cường giả đế tộc rối rít ngẩng lên, sau đó đồng loạt kinh hãi. Tộc trưởng trở lại. Đế tộc xôi trào. Ngay lập tức. Một bóng người vọt vào trong thành đế tộc, một giọng nói vang lên từ bên trong tộc trưởng đâu. Chấm chấm chấm. Chỉ trong chốc lát, tin tức Đế Lâm Uyên xuất hiện đã lan truyền khắp đạo giới. Vô số cường giả điên cuồng vọt đến đế tộc. Ngoài cửa đại điện đế tộc,
một ông lão với gương mặt trắng bệch thốt lên, ông trời ơi! Là kẻ nào đang hãm hại đế tộc ta? Trước của đại điện là một ông lão với sắc mặt tái nhạt và đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Ban nãy, ông ta cũng cho rằng tộc trưởng đế Lâm Uyên đã trở lại, nhưng khi đối phương lập tức biến mất sau khi đặt chân vào thành, ông ta lập tức biết đây không phải là tộc trưởng đế tộc, mà là có người đang muốn chơi đế tộc. Nhưng điều khiến ông ta kinh hãi là ông ta không tài nào bắt được khi đối phương bước vào, rồi cũng không biết đối phương bất thình lình biến mất như vậy bằng cách nào. Là ai đang muốn hại đế tộc mà lại có thực lực khủng khiếp như vậy? Đây là giết người không cần đao mà. Đúng lúc ấy, hơn 30 luồng khí tức hùng mạnh bỗng xuất hiện trên bầu trời đế tộc, tất cả đều là độn nhất cảnh. Sắc mặt ông lão càng trắng bệch. Có hai người xuất hiện trước mặt ông ta, là giáo hoàng và các chủ tiên các Khương Vũ. Hai người này không xuống hạ giới chính là để ở lại truy tìm cô gái váy trắng và đế Lâm Uyên. Mà hiện nay, đế Lâm Uyên đã xuất hiện, chỉ có thể là cô gái kia đã không còn. Đạo kinh rất có thể đang nằm trong tay đế Lâm Uyên. Chưa kể ông ta còn có thể bị thương rất nặng. Giáo hoàng nói, xin tộc trưởng đế tộc hãy xuất hiện. Ông lão thấp giọng, giáo hoàng đại nhân, tộc trưởng vẫn chưa trở lại. Giáo hoàng không tiếp tục mà chỉ nhìn đối phương, ánh mắt bình tĩnh khiến người không rét mà run. Ông lão khổ sở bật cười, giáo hoàng đại nhân, có kẻ đang giá họa cho đế tộc ta. Giáo hoàng nhàn nhạt nói, trước kia ngươi cũng nói y hệt. Vậy ta hỏi, kẻ đó là ai? Ai đang giá họa cho đế tộc? Ông lão do dự rồi lắc đầu, ta cũng không biết. Giáo hoàng nhìn ông ta với vẻ bất thiện, ngươi cho rằng chúng ta là một lũ ngu sao? Ông lão nghiêm giọng, chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân không cảm thấy việc này bất thường? Giáo hoàng vô cảm đáp, nói đi, bất thường chỗ nào? Ông lão hạ giọng, cho dù tông chủ có trở lại cũng không thể nào rầm rộ như vậy được, bằng không chẳng khác gì đang thông báo cho thế nhân biết. Giáo hoàng im lặng. Khương Vũ lên tiếng, ngươi nói có kẻ đang hãm hại đế tộc ngươi, ta tò mò muốn biết đó là ai. Ông lão lắc đầu, ta không biết. Khương Vũ, đế minh, ngươi cũng đến độn nhất thượng cảnh, vậy ta hỏi ngươi. Hiện nay ai có thể im hơi lặng tiếng biến mất trước mắt ngươi? Đế Minh không nói, bởi đây cũng chính là điều khiến ông ta kinh hãi nhất. Đối phương thình lình xuất hiện trước mắt, sau đó biến mất không tiếng động, chứng tỏ thực lực phải cao siêu nhường nào. Ông ta chỉ có thể nghĩ đến hai người vào thời điểm này, nhưng bọn họ lại không có lý do để hại đế tộc. Rốt cuộc là vì sao? Khương Vũ bỗng nhìn về giáo hoàng. Nhận lại một cái gật đầu. Thần thức của họ nhanh chóng lan tràn bốn phía, bao trùm khắp đế tộc. Thấy cảnh này, vô số cường giả đế tộc đều sạm mặt. Bọn họ đã khi nào bị người xem thường đến mức này? Có người muốn ra tay nhưng bị đế minh ngăn cản. Ông ta biết đế tộc hiện nay đã không còn như xưa, chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không lâu sau, giáo hoàng và Khương Vũ đồng loạt cau mày khi cũng không phát hiện tung tích đế Lâm Uyên. Hai người nhìn nhau, vẻ nghi hoặc toát lên trong mắt. Đế Minh bỗng nói, hai vị, tộc trưởng quả thật chưa trở lại. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, nếu tộc trưởng đã lấy được đạo kinh thì càng không thể trở lại, bằng không có khác gì tự tìm đường chết. Ông ta nhìn hai người kia, hai vị thấy thế nào? Khương Vũ, có lẽ nơi nguy hiểm nhất mời là nơi an toàn nhất. Những lời này khiến sắc mặt đế minh trở nên khó xem. Bỗng nhiên giáo hoàng vung tay lên, chộp tới một người thanh niên. Đây chính là thiếu tộc trưởng đế tộc, đế ngôn, vốn định đi xuống tìm Diệp Huyên, nhưng vì chuyện của đế Lâm Uyên mà bị trì hoãn. Thấy giáo hoàng ra tay, những cường giả đế tộc biến sắc, nhưng bị đế minh ngăn cản không cho động thủ. Giáo hoàng nhìn bọn họ với vẻ khinh thường, cười nói với đế ngôn, đế tộc trưởng, nghe nói đây là con của ngươi. Không ai đáp lời. Giáo hoàng nhìn bốn phía, ngươi nhất quyết không ra sao. Đế minh nhìn thẳng ông ta, giáo hoàng, nếu tộc trưởng thật sự có được đạo kinh, ông cho rằng sinh mạng tộc nhân sẽ còn quan trọng sao? Giáo hoàng cười, biết đâu có. Đoạn, ông ta chậm rãi dồn lực vào tay phải.
khiến thân thể Đế Ngôn trở nên mờ ảo. Các cường giả đế tộc phẫn nộ vô cùng, nhưng khi có một số người muốn ra tay, vô số khí thức mạnh mẽ xuất hiện khắp bốn phương tám hướng. Những cường giả này thật ra đều không thuộc về thần đình hay tiên các, nhưng giờ đây họ đã liên thủ với nhau vì một mục tiêu duy nhất, đạo kinh. Mà đế tộc hiện tại, rất có khả năng giữ nó trên tay. Đế Minh biết mọi chuyện nghiêm trọng đến giường nào, vội ngăn cản các cường giả. Nhà họ Diệp trước kia uy hùng thế mạnh đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ vì đạo kinh mà diệt môn thảm thương trong một đêm. Đế tộc hôm nay cũng đối mặt với nguy cơ đó, chỉ cần sẩy chân là vạn kiếp bất phục. Đế Minh hạ giọng, giáo hoàng, đối đãi tiểu bối như vậy quả thật là thẹn với thân phận. Giáo hoàng chỉ cười, Đế Minh à, bọn ta đến đây chỉ để gặp tộc trưởng quý tộc một chút, nào ngờ người đó lại lánh mặt không ra, chẳng phải là hèn nhát sao. Đế Minh lắc đầu, giáo hoàng, trong lòng ông biết rõ có người đang hãm hại đế tộc ta, nhưng ông chỉ đang mượn cơ hội này tiêu diệt chúng ta thôi, đúng chứ? Giáo hoàng không nói gì. Ông ta tất nhiên biết chuyện này có điều mờ ám, nhưng cũng muốn lợi dụng thời cơ giải quyết đế tộc. Đế tộc vào thời điểm này đã rơi vào trạng thái yếu nhất. Hơn nữa, người sau lưng ông ta cũng sẽ ra tay trợ giúp vì đạo kinh. Đạo giới vốn có năm thế lực lớn, nếu bớt đi hai thì tuyệt đối là chuyện tốt với thần đình và tiên các. Bỗng, Đế Minh cười, đế tộc ta tuy không có tộc trưởng nhưng vẫn còn chúng ta. Nếu giáo hoàng muốn diệt tộc ta, vậy ngọc đá cùng nát đi thôi. Nói xong, ông ta gầm lên, ra trận. Lời này vừa ra. Quỳnh. Một luồng khí tức hùng hậu bỗng phóng vút lên từ trong thành, bốn phía nhanh chóng hiện ra vô số chùm sáng mạnh mẽ. Cùng lúc ấy, hàng loạt cường giả trong thành lao ra. Chỉ chốc lát sau, phía sau Đế Minh là 7 vị độn nhất cảnh, trong đó còn có 4 người độn nhất thượng cảnh. Còn mạnh hơn gia tộc Ma Đạo. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Đế Minh lại thét lên, gọi tổ tiên. Một chùm sáng màu đen theo âm thanh ông ta phóng lên, sau đó là một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện bên trong. Tổ tiên đế tộc, Đế Lâm Thiên. Giáo hoàng và Khương Vũ thấy vậy, sắc mặt không khỏi trở nên khó xem. Đế tộc muốn liều mạng à? Nơi chân trời, Đế Lâm Thiên dõi mắt nhìn xuống, nhanh chóng tìm được nhóm giáo hoàng, các ngươi muốn tiêu diệt đế tộc ta. Trong giọng nói mang theo lưỡi dao xuyên thấu vô hình. Không ai dám xem thường vị này, bởi đây là người từng lập ra đế huyết, năm ấy vô địch khắp đạo giới. Có thể nói, tiên tổ của bất kỳ gia tộc nào cũng từng là vô địch trong thời đại của họ. Chỉ có tổ tiên gia tộc Ma Đạo khá bi thảm, gặp chúng người không nên gặp. Giáo hoàng nhìn Đế Lâm Thiên, không nói gì. Đế Lâm Thiên hờ hững, đế tộc ta có lẽ sẽ bị xóa sổ hôm nay, nhưng nếu muốn, ta có thể lấy một đổi một với bất kỳ ai có mặt ở đây. Các người muốn thử không? Một đổi một. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.